chương 1199, không kịp nhìn. Dịch giả, đậu đỏ biên, độc hành đề tự, trưởng thiên, kiến thức quý minh chủ thật sự cao minh. Hàn lập nhíu mày lại, gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, thần thức của hắn đã chui vào bên trong ngọc giản, sắc mặt hơi động một chút. Trong ngọc giản hiện ra hơn vạn loại vật phẩm đấu giá, còn có giá cả khởi điểm các loại, cực kỳ rõ ràng minh bạch, có thể nói liếc qua là hiểu ngay. Chỉ là trình tự bán đấu giá lại không ghi rõ, bất quá điều này cũng không khó lý giải, nếu như khách nhân biết chi tiết rõ ràng sự tình đấu giá, ngược lại thiếu một chút thú vị. Với năng lực ghi nhớ của Hàn Lập bây giờ, rất nhanh đã xem hết những vật phẩm đấu giá này, ghi vào trong đầu, trong lòng hắn cũng đại khái nắm rõ một chút về những vật đấu giá. Không biết hai vị tiền bối đến từ phương nào, lần này muốn mua bảo vật gì, là để chuẩn bị cho tiến giai đại la sao? Lam Mi lại hỏi. Hai người chúng ta đều là tán tu, từ trước đến nay không có chỗ ở cố định, lần này tới tham gia đại hội đấu giá Nhật Nguyệt Các, cũng không mua thứ gì đặc biệt, trước nhìn qua một chút đã. Hàn Lập cười ha hả, thì ra là thế, Nhật Nguyệt các chúng ta cực kỳ coi trọng đại hội đấu giá này, chuẩn bị rất nhiều các loại chân phẩm, tiên khí, đan dược, tài liệu, công pháp, cái gì cần có đều có, hai vị tiền bối có thể tùy ý thưởng thức, thấy cái gì vừa ý thì tham gia đấu giá. Lam Mi cũng không có truy hỏi, tự nhiên cười nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ, lại hỏi thăm một chút sự tình có liên quan tới đại hội đấu giá. Lam Mi ăn nói khéo léo, Giải đáp từng tận từng cái, làm cho Hàn Lập khá hài lòng. Đề hồn bên cạnh nhìn thấy Hàn Lập và Lam Mi cười cười nói nói, không nhịn được cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, hờn rỗi không để ý tới hai người, nhắm mắt dò xét miếng ngọc giản kia. Chỉ chốc lát, Lam Mi dẫn theo Hàn Lập và đề hồn đi vào trong một căn phòng đơn lẻ. Diện tích gian phòng không lớn, chỉ lớn cỡ hai ba trượng, đặt một cái ghế dài hình chữ nhật vào một cái bàn đá màu trắng. Trên bàn bày ra linh trà, tiên quả các loại đều là thứ bất phàm nơi đây bố trí mặc dù đơn giản nhưng cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ gọn gàng trong không khí còn nhộn nhạo một cỗ hương khí thanh u không biết là loại hương liệu nào nghe thấy trong lòng thật yên tĩnh bốn phía gian phòng khép kín chỉ thấy chính diện có một cửa sổ dùng vật liệu trong suốt chế thành có thể nhìn thấy được phía trước có một quảng trường khổng lồ lớn chừng hai ba mươi dặm trên quảng trường xếp đặt vô số chỗ ngồi và lúc này cơ bản đã đầy chỗ ngồi đều đang đợi đại hội đấu giá bắt đầu mà vị trí ghế khách quý giống như bọn hàn lập thì có hình dạng quạt lơ lửng ở giữa không trung quảng trường. Tốt rồi, nơi này không cần ngươi trông coi nữa, đi xuống trước đi. Hàn lập gật gật đầu, khá hài lòng với tình huống nơi này, sau đó nói với Lam Mi. Vâng, hai vị tiền bối nếu như cần triệu hoán tại hạ, gõ vang chuông nhỏ này là được. Lam Mi đáp ứng một tiếng, lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu đồng thau để lên bàn, sau đó lui xuống. Chờ sau khi nàng này rời đi, hai tay áo hàn lập lắc một cái, một màn sáng màu xanh bao phủ cả phòng lại. Đề hồn, sao nãy giờ không nói gì vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía đề hồn, hỏi. Chủ nhân ngươi và tiểu cô nương kia nói chuyện hợp ý như vậy, tiểu tỷ nào dám xen vào? Đề hồn mở to mắt, cũng không nhìn hàn lập, sụ mặt ra nói. Nào có cái gì hợp ý hay không hợp ý, bất quá là. Nghe ngóng một chút từ nữ tử kia về thủ tục đấu giá hội mà thôi. Hàn lập nhịn không được cười nói. Đề hồn nghe vậy sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn khẽ hừ một tiếng. Tốt rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, đừng có đùa như trẻ con nữa, Ngươi xem ngọc giản lâu như vậy, có nhìn chúng kiện bảo vật nào không? Hàn Lập hỏi. Ta nhìn chúng hai kiện tiên khí, chỉ là giá khởi điểm đều không ít, muốn mua được đoán chừng sẽ tốn hao không ít tiên nguyên thạch. Đề hồn nghe nói lời này, bất chấp cáo kỉnh, chỉ trên ngọc giản hai kiện tiên khí cho Hàn Lập xem, đồng thời mặt lộ vẻ trần chờ nói. Hai kiện tiên khí này quả thực rất thích hợp với ngươi, về phần tiên nguyên thạch, không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm. Thần thức Hàn Lập dò xét hai kiện tiên khí mà đề hồn chỉ, cùng với giá khởi điểm kèm theo phía sau, lông mày không khỏi hơi nhíu, nhưng lập tức giãn ra, cười một cái nói. lúc trước hắn luân phiên thúc dục quang âm thiên tuyển đại trận tu luyện, tiêu hao gần 2.000 vạn tiên nguyên thạch, trên người bây giờ chỉ còn lại 5.000 vạn tiên nguyên thạch, hai kiện tiên khí này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc tương đối cao, đoán chừng người cạnh tranh sẽ không nhiều, thu được cũng không thành vấn đề. hắn tiến cấp tới đại la cảnh, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục đột phá nữa. Cho nên tạm thời cũng không cần đến không gian chênh lệch thời gian, có thể đem những tiên nguyên thạch này ra sử dụng. Đa Tạ chủ nhân. Đề hồn nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chi chi chi. Vào thời khắc này, tiếng kêu vang lên liên tục ở trong đầu Hàn Lập, chính là Tinh Viêm đồng tử trong không gian hoa chi. Mặc dù tiếng kêu không thành câu, bất quá Hàn Lập hiểu ý tứ Tinh Viêm đồng tử, nó cần một ít hỏa nguyên chi lực bổ sung tiêu hao trước đó. Không thành vấn đề thần niệm hàn lập truyền âm một câu, làm yên lòng tinh viêm đồng tử. Trên danh sách đấu giá có không ít tài liệu ẩn chứa hỏa nguyên lực dồi dào, mà giá cả đều không đắt, mua một ít là được. Tiểu Bạch ở trong không gian hoa chi kêu gào ầm ĩ, nhưng nó không yêu cầu Hàn Lập mua cho bảo vật gì, mà là ầm ĩ muốn đi ra quan sát đấu giá hội. Hàn Lập bất đắc dĩ, đành phải đưa một sợi thần thức xâm nhập vào không gian hoa chi, chiếu ảnh ra tình cảnh màn đấu giá hội phía ngoài. Vào thời khắc này, ba tiếng chuông keng 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 ken cực lớn vang lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Giữa quảng trường, trên đài đấu giá, hồng quang lóe lên, một vị lão giả mập mạp tai to mặt lớn thình lình xuất hiện. Ánh mắt hàn lập chớp lên, lão giả mập mạp này có bề ngoài xấu xí, lại là một vị tu sĩ cường đại đại la trung kỳ, đảm nhiệm đấu giá quan nhưng cũng chấn ép được tình cảnh. Đại kim nguyên tiên vực ta, vạn bảo tiết vạn năm một lần, hôm nay chính thức bắt đầu. Hoan nghênh chư vị đạo hữu nể mặt đến nhật nguyệt các, hy vọng các vị có thể thu được vật mình muốn, thắng lợi trở về tốt rồi, lão phu cũng không nói thêm gì thừa thãi nữa, lập tức bắt đầu đấu giá kiện bảo vật thứ nhất, chư vị mời xem. Lão giả mập mạp chắp tay, mấy tên lực sĩ mặc áo mã giáp màu lam dơ, lên một cái hộp ngọc bước lên bàn đấu giá. Trong hộp ngọc đặt một khối tinh thạch màu vàng to như cái thớt, vô số hào quang màu vàng đất xoay tròn chớp động xung quanh, còn có một cỗ ba động thổ chi pháp tắc, hùng hậu không gì sánh được từ phía trên mãnh liệt tỏa ra. Trọng lực xung quanh bàn đấu giá cũng bị ảnh hưởng từ tinh thạch này, nặng gấp mấy ngàn lần, mấy lực sĩ kia nâng hộp ngọc lên đều lộ ra vẻ phi thường cố hết sức. Chư vị mời xem, khối thổ hoàng tinh này đến từ mậu thổ tiên vực, sinh ra ở chỗ sâu vô tận dưới lòng đất, trăm triệu năm hấp thụ tinh hoa đại địa mà thành, chất liệu cứng rắn không gì sánh được, lại thêm ẩn chứa nguyên từ trọng lực pháp tắc cực kỳ dồi dào, luyện chế tứ phẩm tiên khí thổ thuộc tính cũng dư xài. Bảo vật này giá quy định 500 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lão giả mập mạp dùng một loại ngữ khí thật thà nói ra, không khoe khoang gì món bảo vật này thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác càng thêm đáng tin cậy lão giả vừa dứt lời trong hội trường liền xôn xao nghị luận nhấc lên làn sóng âm thanh cực lớn không ít người mặt lộ vẻ kích động hàn lập nhìn thấy thổ hoàng tinh trên đài ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên hắn mặc dù đã thấy vật này ở trên ngọc giản kia nhưng lại rung động khi nhìn thấy vật thật ở ngoài trong rất nhiều tài liệu thổ chi pháp tắc thổ hoàng tinh được xem như cấp cao nhất cũng không kém thiên kim toàn chứa kim chi pháp tắc, là bảo vật ước mong trong mắt tất cả tu sĩ tu luyện thổ chi pháp tắc. Hơn nữa, khối thổ hoàng tinh trước mắt này vậy mà có thể dùng để luyện chế tứ phẩm tiên khí. Ở trong phẩm cấp tiên khí, tứ phẩm chính là một đường danh giới. Ngũ phẩm tiên khí mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, bình thường đại năng đạt tới đại la cảnh, tốn chút công phu hoặc tiền vốn là sẽ có được một kiện. Dù sao chỉ cần tài liệu luyện chế tiên khí không kém, sau này lại tốn thời gian tế luyện ôn dưỡng từ từ cũng có thể dựa vào công phu mài nước, tăng phẩm cấp tiên khí lên tới cấp 5. Thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập là như thế, bằng vào căn cơ không kém của thanh trúc phong vân kiếm, lại nhờ Ngũ Quang Lôi Hải, chi lực cùng phương pháp tế luyện trong Ngũ Lôi chính pháp chân kinh, nhất cử mà thành. Nhưng mà tứ phẩm tiên khí thì lại khác, muốn luyện chế một kiện tứ phẩm tiên khí, ngoài vật liệu phẩm chất, còn có yêu cầu kỹ thuật luyện khí cực kỳ hà khắc, thậm chí đến mức độ nghịch thiên, nghe nói sau khi luyện thành, còn có thêm chuyện bảo kiếp. Tình huống cụ thể, hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá một khi luyện thành, uy năng tứ phẩm tiên khí đủ hủy thiên diệt địa, không phải ngũ phẩm tiên khí có thể so sánh. Trong chân tiên giới số lượng tứ phẩm tiên khí cực ít, cho dù là tu sĩ đại la cũng rất ít người có. Khối thổ hoàng tinh này, vậy mà có thể luyện chế tứ phẩm tiên khí, phẩm chất ở trong tài liệu đồng loại xem như cực cao, giá trị to lớn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Hàn Lập nhìn thổ hoàng tinh trên đài, ánh mắt chớp động không thôi. Quả nhiên không hổ là vạn bảo tiết, kiện bảo vật đấu giá đầu tiên đã chân quý như thế. Khối thổ hoàng tinh này tuy tốt, bất quá hắn cũng không cần, sẽ không đấu giá. Mặc dù hàn lập không cần, nhưng tu sĩ hội trưởng phía dưới mong muốn bảo vật này rất nhiều, từng người một hăng hái đấu giá, những người trong ghế khách quý kia cũng tham dự không ít. Trong nháy mắt giá tiền đã hơn một ngàn vạn tiên nguyên thạch, cuối cùng bị một vị tu sĩ ở ghế khách quý dùng một hai trăm vạn tiên nguyên, thạch thu lấy kiện bảo bối dưới đây chính là một viên hỏa chi đạo đan, cấp bậc ngũ phẩm. Lão giả mập mạp tiếp tục giới thiệu kiện đấu giá thứ hai. Vạn bảo tiết danh bất hư truyền, lần lượt từng đồ. Vật kỳ chân hiếm thấy xuất hiện, khiến cho mọi người có chút không kịp nhìn, không ngừng khiến cho bầu không khí từng đợt từng đợt đẩy lên cao trào. Mặc dù giá bán đấu giá cao, nhưng có thể mua được đồ vật cần thiết cho chính mình, rất nhiều tu sĩ vẫn cam tâm tình nguyện, dù sao những bảo vật này đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này không biết bao nhiêu ngày tháng mới có thể gặp lại. Trong nháy mắt, đã qua hơn nửa ngày, nhưng Hàn Lập vẫn ngồi ngay ngắn chỗ cũ, không xuất thủ. Món bảo vật dưới đây, là một kiện ngũ phẩm tiên khí, tên gọi U Minh Quỷ Trảo, chính là dùng móng vuốt của một con U Minh Quỷ thú đại la, cảnh ở Minh Hải Tiên vực, hỗn hợp vô số hung hồn, 18 loại quỷ huyết, 36 loại quỷ khí, đồng thời nung khô ở trong U Minh Chi Hỏa trăm vạn năm, cuối cùng mới luyện chế thành, ẩn chứa thuộc tính âm quỷ pháp tắc vô cùng cường đại có lực lượng xuyên thủng cực mạnh cùng công hiệu ăn mòn. Trên đài đấu giá, lão giả mập mạp lần nữa lấy ra một kiện bảo vật, đó là một móng vuốt màu đen lớn hơn một trượng. Cự trảo màu đen này bất ngờ có chín ngón tay, giữa khe hở các ngón tay phủ đầy màng thịt, vô số hắc khí vờn quanh ở trên, phát ra từng trận thanh âm quỷ khóc cường đại, phảng phất giống như ác ma chi thủ. Chương 1200, đấu giá. Dịch, độc hành đệ tử, trưởng thiên nhóm dịch, phàm nhân tông Hàn Lập nhìn thấy cự trảo màu đen, con mắt sáng lên, ngồi ngay ngắn lại đề hồn bên cạnh chăm chú nhìn cự chảo màu đen kia hai con ngươi nổi lên trận trận dị sắc thân thể mềm mại cũng kéo căng ra một chút u minh quỷ chảo này chính là một trong hai kiện tiên khí mà đề hồn muốn những người khác trong hội trường cũng phát ra một trận kinh hô tán thưởng nghị luận không thôi lúc này lão giả mập mạp kia bấm niệm pháp quyết một cái một đạo pháp quyết lóe lên rồi chui vào trong cự chảo màu đen biến mất mặt ngoài tiên khí này lượn lờ hắc quang chẳng chịt phù văn màu đen bay cuộn ra nhất thời lấy bảo vật này làm trung tâm, bộc phát ra một cỗ âm phong cường đại. Mặc dù gần bàn đấu giá có bày ra cấm chế, nhưng một cỗ âm hàn chi lực thấu xương trong nháy mắt quét ra toàn bộ hội trường, làm những người có tu vi hơi thấp phải run rẩy. Theo trong miệng lão giả lầm bẩm, cự trào màu đen bỗng nhiên biến lớn, to bằng một gian nhà, chộp vào một tòa cự thạch màu đen cao mấy chục trượng nằm bên cạnh bàn đấu giá, tản mắt ra dày đặc ánh kim loại nồng đậm. Căn cứ lệ cũ Nhật Nguyệt cát phàm là bán đấu giá tiên khí công kích, đều phải thử biểu diễn một chút, để cho khách nhân có thể cảm thụ rõ ràng uy năng tiên khí. Cự thạch màu đen kia chính là dùng cho chuyện này, nó được dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện thành, cực kỳ kiên cố. Lúc trước đã có vài kiện tiên khí bán đấu giá đã thử diễn qua uy năng, trên cự thạch này, giờ phút này trên cự thạch màu đen mấp mô, bất quá tổng thể coi như hoàn chỉnh. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, phẳng phất đao nung đỏ chảm trên mỡ bò, cự thạch màu đen tùy tiện vỡ vụn thành mười mấy đoạn mà vết cắt lại hiện ra xu thế hòa tan ăn mòn tản mát ra trận trận khói xanh mọi người dưới đài hít sâu một hơi trong mắt để hồn đại phóng dị sắc cơ hồ mặt mày hấn hở lên lông mày hàn lập nhíu một cái u minh quỷ trào này có lực công kích cường đại như thế có thể nói là tiên khí cường đại nhất từ lúc đại hội đấu giá bắt đầu đến nay dựa theo mấy món tiên khí bán đấu giá trước đó giá cả u minh quỷ trào chỉ sợ cao trên trời tiên nguyên thạch trên người hắn hiện chỉ có năm vạn Đoạt được bảo vật này không thành vấn đề, nhưng nếu tiếp tục đấu giá, sợ rằng sẽ khó khăn. Lão phu tu luyện không phải âm quỷ pháp tắc, cho nên chỉ có thể phát huy ra uy năng bảo vật này chưa tới một thành. U minh quỷ trào này nếu có pháp tắc tương ứng phối hợp, uy lực to lớn, không thể tưởng tượng. Tốt, lời khoe khoang ta cũng không muốn nói nhiều, trừ vị phía dưới bắt đầu đấu giá đi, giá khởi điểm 800 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lão giả mập mập tuyên bố đấu giá bắt đầu. 860 vạn. 920 vạn. 1 ngàn vạn. Có lẽ vừa rồi U Minh quỷ trào thử diễn hiệu quả quá tốt, mặc dù người tu luyện âm quỷ pháp tắc không nhiều, dưới đài người cạnh tranh vẫn rất nhiều, Hàn Lập còn chưa kịp ra giá, giá cả đã đề cao đến 1 ngàn vạn tiên nguyên thạch. Hắn không lập tức tham dự vào, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, thêm hắn vào cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít. Bảo vật này nếu tình thế bắt buộc, cuối cùng tranh đoạt cũng sẽ giống như vậy. Còn đề hồn bên cạnh nhìn Hàn Lập một chút, muốn nói lại thôi. Sau một lát, khi giá cả tăng cao đến 1.500 vạn tiên nguyên thạch, người đấu giá đã giải rác. 1.600 vạn. Hàn lập chỉ vào một khối ngọc bài màu lam trên bàn trong gian phòng, ở phía trên hiện ra một tầng linh quang màu lam, báo ra một cái giá. 1.650 vạn. Trong một gian phòng khách quý cách Hàn Lập không xa truyền ra một thanh âm già nua. Hàn Lập quay đầu nhìn qua, trong mắt nổi lên một tầng quang mang tím đen. Trong phòng khách quý của đối phương mặc dù có bày ra cấm chế cao minh, nhưng lại ngăn không được cử u ma đồng của hắn. Hàn lập trước đó trong tu La huyết môn, cơ hồ đã thông hầu hết huyền khiếu trong thể nội, một ít huyền khiếu phần mắt cũng đã dung hợp quán thông, thêm nữa hắn nhất cử tu thành Thiên sát trấn ngục công, được ma khí quán thông, cửu u ma đồng cũng theo đó tiến nhanh. Sau khi cửu u ma đồng sơ thành, đồng tử sẽ nở rộ tử quang, tu luyện càng sâu, tử quang càng mạnh. Nhưng đồng thuật này tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tử quang ngược lại sẽ dần dần rút đi chuyển thành màu đen, chờ đến lúc màu đồng tử biến thành đen nhánh, chính là ma công viên mãn, nhìn rõ Cửu U. Thời khắc này, Cửu U ma đồng của Hàn Lập đã cách cảnh giới này không xa. Ngồi trong phòng đối diện là một lão giả áo xám, toàn thân khí âm hàn cuồn cuộn, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la sơ kỳ, trong tay cầm một cây quyền trượng màu trắng, tựa hồ là xương người chế thành, có chút quỷ dị. Lão giả áo xám cũng không phát giác Cửu U ma đồng dò xét, giờ phút này thần sắc trên mặt có chút khẩn trương tựa hồ cái giá tiền này đã là cực hạn của lão. Chủ nhân, trong ba động thần hồn của người kia hiện ra vẻ nôn nóng, cảm giác khẩn trương, xem ra lão không còn nhiều tiên nguyên thạch. Hai mắt để hồn nhắm nghiền, trên thân hiện ra một tầng u quang màu đen, nhẹ nhàng nhảy lên, mở miệng nói. Hàn lập kinh ngạc nhìn để hồn một chút, lần nữa ra giá. Một ngàn tám trăm vạn. Hắn tăng lên thêm từ một ngàn năm trăm vạn tiên nguyên thạch. Lão giả áo xám kia khẽ nhăn mặt một cái, thở dài ra một hơi, hai tay buông xuống, hiển nhiên từ bỏ tranh đoạt. Những người khác trong hội trường cũng đều không tiếp tục ra giá, nhất thời im lặng. U Minh quỷ chảo này mặc dù tốt, bất quá giá này đã cao hơn giá trị rồi. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, trên mặt đề hồn bên cạnh cũng hiện ra vẻ tươi cười sán lạn. Lão giả mập mạp thấy U Minh quỷ chảo bán với giá cao như thế, trong lòng cũng rất hài lòng, đang muốn tiến hành hỏi giá lần cuối. 1.900 vạn. Nhưng ngay giờ phút này, một thanh âm băng lãnh vang lên, lại đến từ một gian phòng khách quý khác ở xa xa, sắc mặt để hồn trầm xuống, cắn răng lại, lông mày Hàn Lập cũng nhíu một cái, nhìn lại phòng khách kia, quang mang tính đen trong mắt lưu chuyển, lập tức xuyên thấu vách tường sương mù cách trở kia, nhìn thấy tình huống bên trong, trong phòng ngồi sáu người, tất cả đều mặc áo bào đen, trên đầu trùm mũ, che khuất cả khuôn mặt, trên áo bào đen kia lưu động ánh sáng màu đen như nước, vậy mà ngăn trở cử Uma đồng của Hàn Lập, không biết là bảo vật gì, sáu người đều lặng lặng ngồi đó không biết người nào là người ra giá ừm ngay lúc này trong sáu người một bóng người màu đen có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn khẽ ngẩng đầu tựa hồ đã nhận ra hàn lập dò xét vung tay lên lập tức trong phòng khách quý kia dâng lên một tầng xương mù màu đỏ nồng đậm triệt để ngăn cách U uma đồng của hàn lập hai ngàn vạn sắc mặt hàn lập cũng trầm xuống nhưng ngay sau đó khôi phục như thường lập tức mở miệng ra giá đồng thời hắn nháy mắt với đề hồn ra dấu đề hồn minh bạch lần nữa nhắm mắt lại trên thân nổi lên một tầng quang mang tối tăm, dò xét ba động thần hồn người bên kia. Không được, người ra giá kia cũng tu luyện thần hồn pháp tắc, am hiểu ẩn nấp, ta cảm giác không được ba động thần hồn đối phương. Nhưng rất nhanh nàng mở to mắt, chán nản nói ra. Hàn lập nghe lời này, trong lòng cảm giác nặng nề. 2.200 vạn, thanh âm băng lãnh kia tựa hồ có vẻ không kiên nhẫn, bỗng nhiên nâng giá 200 vạn, muốn hàn lập buông tay. Chủ nhân, quá mắc, nếu không thì thôi đi, để hồn hơi chần chờ, dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo Hàn Lập một cái, thấp giọng khuyên can. Chỉ là trong lời nói nàng do dự không bỏ, cho dù ai cũng có thể nghe hiểu được. 2.500 vạn. Hàn Lập cho để hồn một ánh mắt yên tâm, lần nữa báo giá, không mảy may nhường. Trong hội trường vang lên một trận xôn xao, nhao nhao nhìn sang sương phòng Hàn Lập. Hàn Lập đã sớm thiết hạ màn sáng cấm chế trong phòng, che phủ người chung quanh giò xét. 2.700 vạn. Thanh âm băng lãnh im lặng một chút một lần nữa nâng giá. 3.000 vạn. Mặt hàn lập không biểu tình, bỗng nhiên báo ra một giá cao làm cho tất cả mọi người ở đây có chút khó tin. Giờ phút này trong lòng hắn kỳ thật cũng đang thịt đau, tiêu 3.000 vạn tiên nguyên thạch mua sắm u minh quỷ chảo này, cũng quá cao, nhưng trước đó đã cam đoan với đề hồn, bất luận thế nào cũng phải lấy hai kiện tiên khí này tới tay. Huống chi, u minh quỷ chảo này đúng là tiên khí tốt khó gặp, lại phi thường phù hợp với pháp tắc của đề hồn, cũng không tính là ăn thiệt thòi trong phòng đối phương một bóng người cao gầy bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt âm lãnh giống như kền kền nhìn qua xương phòng Hàn Lập trong mắt người này chớp động quang mang lạnh lùng sau một lát hừ một tiếng cuối cùng không ra giá nữa trên đài đấu giá lão giả mập mạp mặt mày hồng hào hỏi thăm giá ba lần cuối cùng tuyên bố U Minh Quỷ trào thuộc về Hàn Lập trong lòng Hàn Lập thở ra một hơi nhưng lập tức nhớ lại trên thân còn sót lại hai ngàn vạn tiên nguyên thạch lông mày hơi nhíu lại để hồn xem trọng một kiện tiên khí khác cũng không kém u minh quỷ trảo, chỉ sợ giá cả cũng sẽ không thấp, hơn nữa còn có vật mà tinh viêm đồng tử muốn, chừng đó tiên nguyên thạch chỉ sợ không đủ. Đuôi lông mày hắn khẽ động, mặt lộ vẻ do dự. Rất nhanh, đại hội đấu giá liền phái người đưa u minh quỷ trảo kia tới, người tới chính là Lam Mi kia. Hàn Lập thanh toán xong tiên nguyên thạch, đề hồn lập tức vui mừng khắp khởi phất tay phát ra một cỗ hắc quang, quấn lấy u minh quỷ trảo, thu vào thể nội tế luyện. Lam Mi, nơi các ngươi có thu mua bảo vật không? Hàn Lập mặc kệ để hồn, hỏi Lam Mi kia. Tất nhiên là có, không biết tiền bối muốn bán vật gì. Ánh mắt Lam Mi vui mừng, lập tức đáp. Hàn Lập vung tay lên, bên cạnh nhiều ra mười mấy khối tinh thạch màu lam to bằng đầu người, bên trong chớp động quang mang lôi điện dọa người. Một cỗ lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt từ trên những tinh thạch màu lam này, bộc phát ra. Toàn thân Lam Mi lập tức run rẩy không thôi, sắc mặt càng trắng bệch. Hàn Lập thấy cảnh này, vất tay phát ra một cỗ lôi quang màu vàng bao lại những tinh thạch này, che lại hơn phân nửa lôi điện pháp tắc lúc này thân thể lam mi mới đứng vững nhẹ nhàng thở ra cảm tạ hàn lập một tiếng đây là kinh lôi thạch nàng nhìn kỹ những tinh thạch màu lam này lộ ra vẻ khiếp sợ vội vàng tới gần hai bước cẩn thận xem xét lam mi cô nương hảo nhãn lực không sai những thứ này chính là kinh lôi thạch không biết các ngươi ra giá bao nhiêu thần sắc hàn lập như thường hỏi kinh lôi thạch chính là vật liệu chứa lôi điện pháp tắc cực kỳ cao đẳng mặc dù còn kém thổ hoàng tinh thiên kim toàn nhưng cũng tranh lệch không xa những kinh lôi thạch này là hắn ở khu vực trung tâm của ngũ quang lôi vực thu lấy tinh hoa lôi điện lúc tế luyện thanh trúc phong vân kiếm ngẫu nhiên phát hiện giá trị cực cao những kinh lôi thạch này phẩm chất cực cao mỗi một khối đoán chừng trên trăm vạn tiên nguyên thạch giao dịch lớn như vậy tiểu nữ không làm chủ được tiền bối chờ một lát ta đi mời chấp sự trưởng lão tới lam mi xin lỗi một tiếng vội vàng bước nhanh ra ngoài hàn lập cũng không vội tự mình nhìn lại quảng trường phía dưới đại hội đấu giá đã lần nữa bắt đầu bất quá vật bán đấu giá cũng không phải là thứ hắn muốn hắn nhìn qua liền rời ánh mắt đi nhìn lại phía phòng khách trước đó ý niệm trong đầu chuyển động sáu người trong phòng khách kia toàn thân bỏ bọc áo đen một bộ dạng lén lén lút lút nếu chỉ là tán tu cũng không cần che giấu như vậy chẳng lẽ sáu người kia là người cử nguyên quan bách tạo sơn hoặc là kim nguyên tiên cung không biết đến lưu kim thành làm gì trong đầu hàn lập đột nhiên không khỏi toát ra một ý niệm những người kia tới đây không phải là có liên quan đến mình chứ. Vừa nghĩ đến đây, chân mày hắn cau lại. Chương 1201, lộ ra manh mối. Dịch, đậu đỏ biên, độc hành đề tự, trưởng thiên nhóm dịch, phàm nhân tông chủ nhân, dòng suy nghĩ của người không yên, đã xảy ra chuyện gì? Đề hồn mở mắt nhìn lại, hỏi. Đề hồn, ngươi chú ý sáu người chỗ phòng khách quý kia, tốt nhất hãy nghĩ biện pháp dò xét thân phận của bọn chúng một chút, thêm mục đích tới đây là gì? Hàn lập truyền âm nói ra. Đề hồn mặc dù không rõ dụng ý hàn lập, vẫn gật đầu, thường xuyên chú ý tới chỗ kia. Ngay lúc này, cửa phòng khẽ động, một nữ đạo sĩ mặc đạo bào xanh biếc, đi theo Lam Mi đến. Nữ đạo sĩ này rõ ràng là một vị đại la cảnh, nhìn có chút trẻ tuổi, hai gò má hồng nhuận phơn phớt giống như hoa sen, trong lúc đi lại tỏa hương khí bốn phía, tựa hồ cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là thảo mộc yêu tinh hóa hình. Thạch đạo hữu hữu lễ, thiếp thân là chấp sự trưởng lão của Nhật Nguyệt Cát, đạo hữu gọi ta Hà Hoa Tiên Nương là được. Nữ đạo sĩ liếc mắt kinh lôi thạch bên cạnh một chút, ánh mắt hơi sáng lên, nhưng rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nhìn Hàn Lập cười khẽ nói: "Hà Hoa tiên tử không cần phải khách khí, những kinh lôi thạch này của ta, Nhật Nguyệt các thu mua được không?" Hàn Lập nhàn nhạt gật đầu, hỏi: "Thạch đạo hữu nói đùa, đừng nói mười mấy khối kinh lôi thạch này, dù là hơn ngàn khối vạn khối, Nhật Nguyệt các ta cũng thu được." Hà Hoa tiên nương vén một ít tóc rủ xuống thái dương, cười nhạt nói ra: "Nội tình Nhật Nguyệt các quả nhiên thâm hậu." Vậy thì mời Hà Hoa Tiên tử cho cái giá a." Hai hàng lông mày Hàn Lập nhếch lên, cười nói. Ánh mắt Hà Hoa Tiên nương đảo qua trên mười mấy khối kinh lôi thạch, rất nhanh thu tầm mắt lại. Thạch đạo hữu, phẩm chất mười mấy khối kinh lôi thạch này bất phàm, trọng lượng cũng không nhỏ, như vậy đi, mỗi khối kinh lôi thạch xem như 150 vạn tiên nguyên thạch, 13 khối nơi này của ngươi, hết thải 1900 vạn tiên nguyên thạch, lấy số nguyên đi, 20 triệu tiên nguyên thạch, như thế nào?" Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Hát Ngọc Sách. Hà Hoa Tiên Nương kiểm kê rõ ràng, vẻ mặt tươi cười nói. Hàn Lập sớm đã nghe qua giá cả kinh lôi thạch, vốn cho là có thể bán được một ngàn rưỡi vạn cũng không tệ rồi, bây giờ lại bán được hai ngàn vạn tiên nguyên thạch, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Hà Hoa Tiên Tử làm ăn sảng khoái, trong tay thạch mỗ còn có một số vật liệu muốn bán nữa. Một tay Hàn Lập phất lên, lại lấy ra một đống vật liệu, đó là rất nhiều vật liệu trước kia thanh lý trong hoa chi không gian, còn lại một ít vật phẩm không tốt bán ra, hắn đặt bán những thứ này ở trên luân hồi điện, nhưng những năm qua cũng không bán được bao nhiêu, dứt khoát hôm nay đồng loạt xử lý. Thạch đạo hữu, những vật này ngược lại có chút lộn xộn, bất quá trong đó cũng có mấy món không tệ. Như vậy đi, ta thu toàn bộ hết, 400 vạn tiên nguyên thạch, như thế nào? Ánh mắt liên hoa tiên nương quét qua, lập tức nói ra. Hàn lập cũng không trả giá, nhẹ gật đầu. Có lẽ hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, bất quá có thể duy nhất một lần bán ra hết cũng đỡ phiền lòng. Một phen mua bán xong, trên thân hàn lập lại có thêm hơn 2.400 vạn tiên nguyên thạch, cơ hồ kiếm lại số vừa mới tiêu hết, tâm tình cũng cực kỳ vui sướng. Liên hoa tiên nương sau khi mua bán xong, cũng không ở lại đây lâu, rất nhanh dẫn Lam Mi cáo từ rời đi. Chủ nhân, hai người liên hoa tiên nương vừa đi, để hồn lập tức nói với hàn lập. Phát hiện cái gì hả? Hàn lập truyền âm hỏi. Những người kia trong khoảng thời gian này không có nói chuyện, ta không thám thính được tin tức gì, bất quá thân phận một người trong số sáu người kia ta đã biết rõ người cũng biết đề hồn nói ra a à, là ai hàn lập hỏi chính là lam nhan mà lúc trước chúng ta gặp ở trong tuế nguyệt tiên phủ đề hồn đáp lam nhan người chắc chắn chứ hàn lập khẽ giật mình lập tức truy vấn sẽ không sai lúc trước ta chỉ lo dò xét ba động thần hồn người đấu giá kia không bận tâm những người khác ta vừa mới tra xét kỹ lưỡng năm người khác một chút Thần hồn ba động của một người trong đó khẳng định là Lam Nhan không thể nghi ngờ. Thần sắc Đề hồn tỏ vẻ chắc chắn. Hàn Lập biết cảm giác thần hồn của Đề hồn linh mẫn không gì sánh được, sẽ không sai, lập tức chậm rãi gật đầu. Lam Nhan chính là người cửu nguyên quan, năm người khác 89 phần 10 cũng là thủ hạ cửu nguyên quan, chỉ là bọn người Lam Nhan tới nơi này làm gì? Ngươi tiếp tục dò xét động tĩnh những người kia, có bất kỳ phát hiện gì liền báo cho ta biết. Hàn Lập hơi im lặng, sau đó giận dò Đề hồn. Chủ nhân yên tâm, cấm chế của bọn chúng trong phòng kia không ngăn được cảm giác của ta. Đề hồn bảo đảm nói. Hàn lập giao những người kia cho đề hồn, tiếp tục quan sát đấu giá phía dưới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đấu giá rất nhanh lại qua 10 vòng. Một kiện bảo vật dưới đây là một thú hạch tam túc kim ô thái ất đỉnh phong, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô cùng vô tận, có thể dùng để luyện chế tiên khí, cũng có thể dùng để tu luyện tăng lên hỏa diễm nguyên khí. Bảo vật này giá quy định 300 vạn tiên nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lão giả mập mạp lại tuyên bố một kiện vật đấu giá, đó là một viên thú hạch to bằng cái miệng chén có màu đỏ vàng, tản mắt ra hào quang chói sáng giống như mặt trời. Nhãn tình hàn lập sáng lên, vật này đúng là vật lúc trước hắn nhìn chúng, dự định mua cho tinh viêm đồng tử khôi phục. Thú hạch tam túc kim ô này mặc dù cũng coi là chân phẩm, nhưng so với những bảo vật khác thì kém rất nhiều, có vẻ hơi bình thường, cho nên người ghế khách quý cơ bản không ai xuất thủ tham dự cạnh tranh phần lớn là người trong hội trường phía dưới. Hàn Lập hơi tăng cao giá tiền một chút, dễ dàng đè xuống những người phía dưới kia, lấy 500 vạn tiền nguyên thạch mua vật này, xong hắn ném vào không gian Hoa Chi. Ánh lửa trên thân thể tinh viêm đồng tử chớp động, hóa thành hình thái tinh viêm hỏa điểu, một ngụm nuốt viên thú hạch này vào, vui mừng kêu lên vài tiếng, sau đó bay vào chỗ sâu trong không gian Hoa Chi, luyện hóa thú hạch. Giờ phút này, trên đài đấu giá lại lần nữa mang lên bảo vật đấu giá tiếp theo, đó là một hộp ngọc dài màu đen phía trên rán đầy phù lục, phong ấn cực kỳ kín, nhưng vẫn có một cỗ âm hàn quỷ lực từ trong hộp ngọc thẩm thấu ra. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, ngồi ngay ngắn lại, mặt đề hồn bên cạnh cũng lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về hộp ngọc phía trên đài. Lão giả mập mạp nói lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết phá vỡ phong ấn trên hộp ngọc, mở nó ra, lộ ra một kiện sáo ngắn đen nhánh bên trong. Kích thước cây sáo cũng không hoàn toàn đều đặn, nhìn tựa hồ giống như là dùng một đoạn xương đùi chế thành, một đầu còn có một cái đầu lâu, trông cực kỳ tà dị. Một cỗ âm hàn quỷ lực cường đại ở trên bộc phát ra, trong quỷ lực còn kèm theo tiếng gầm rú ô ô quái dị, khiến cho người ta nghe vào, trong đầu như là có một cái cưa đang cưa nghiền nát, cắt chém thần hồn, khổ. Sở gần như thổ huyết. Lão giả mập mạp vội vàng vung tay lên, trên đài đấu giá dâng lên một mảnh bạch quang, hình thành một màn sáng màu trắng bao cây sáo ngắn màu đen lại, mọi người dưới đài lúc này mới dễ chịu một chút. Món bảo vật tiếp theo này tên là Tán hồn quỷ địch, cũng là trí bảo quỷ đạo, chính là nê lê thượng nhân tổ sư vạn quỷ tông, ở Minh Hải tiên vực tự tay luyện chế tứ phẩm tiên khí, chỉ là bất quá năm đó một trận chiến ở U Minh Hải, nê lê thượng nhân bại dưới tay thái bạch kiếm tông mộ dung tiên tử, tán hồn quỷ địch cũng bị tổn thương, rơi xuống ngũ phẩm, nhưng uy năng vẫn vượt xa ngũ phẩm tiên khí bình thường. Chư vị cũng vừa mới nhìn thấy, cây sáo này uy năng quá cường đại, mà hiệu quả chủ yếu chính là công phạt thần hồn, biểu diễn ở ngay đây thì không ổn, sẽ bắt đầu đấu giá cái này, giá quy định 1000 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lão giả mập mạp giới thiệu sáo ngắn màu đen này, sau đó tuyên bố đấu giá bắt đầu. Trong lòng Hàn Lập đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức lại nhăn mày lại. Sáo đen ngắn này chính là kiện tiên khí thứ hai để hồn xem trọng, bất quá trên miếng ngọc giản kia chỉ nói là cây sáo này là tiên khí công kích thần hồn, không ngờ vậy mà còn có lai lịch quá lớn, trước kia lại là tứ phẩm tiên khí nếu vậy, giá tiền bảo vật này sợ rằng sẽ đắt hơn U Minh Quỷ Trảo nhiều lắm, trên người hắn bây giờ mặc dù có trên dưới 4000 vạn tiên nguyên thạch, cũng chưa chắc đấu giá được. Thời điểm Hàn Lập suy xét, đấu giá đã bắt đầu, chỉ mới qua mấy lượt, giá tiền cũng đã tăng tới 2000 vạn, 2500 vạn. Ý niệm trong lòng Hàn Lập chuyển động, đưa tay ra một cái giá cao, một lần đề cao 500 vạn. Tiên nguyên thạch trên người hắn không quá sung túc, chỉ có thể lớn tiếng dọa người, hy vọng có thể dọa lùi những người đấu giá khác. Quả nhiên, Hàn Lập lần này nâng giá, toàn bộ hội trường yên tĩnh lại, không ít người mặt lộ vẻ khiếp sợ, không tiếp tục ra giá. 2.800 vạn. Một thanh âm băng lãnh vang lên, bất ngờ chính là người trước đó cùng hắn tranh đoạt U Minh quỷ chảo kia. Hàn Lập nhíu mày, đang muốn ra giá đè xuống. 3.000 vạn. Một thanh âm lãnh ngạo khác vang lên, lại là từ trong một gian phòng khách quý khác truyền ra. Hàn Lập nhìn qua, ngồi bên trong là một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, khí độ bất phàm, 3.300 vạn. Hàn lập đưa tay hô, 3.400 vạn. Nam tử áo lam nhíu mày, nhìn thoáng qua chỗ ngồi hàn lập, trầm giọng nói ra, 3.600 vạn. Thanh âm lạnh như băng kia văng lên lần nữa, dáng vẻ tình thế bắt buộc. Mà thân thể nam tử áo lam kia lắc một cái, không còn lên tiếng. 4.000 vạn. Hàn lập quả quyết quát. Đám người hội trường xôn xao, tất cả đều nhìn về phía chỗ khách quý nơi hàn lập, trong miệng bàn tán ầm ĩ. Trước đó Hàn Lập lấy 3.000 vạn tiên nguyên thạch đấu giá được U Minh quỷ trảo, trong ký ức mọi người vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này theo như lời bàn tán đều là hiếu kỳ thân phận Hàn Lập, cùng sợ hãi thán phục tài lực phong phú của hắn. Hàn Lập không để ý đến đám người hội trường, con mắt âm thầm nhìn về phía chỗ ngồi khách quý bọn người Lam Nhan. Phòng khách kia nhất thời không có động tĩnh, làm trong lòng hắn chậm rãi buông lỏng. Bốn ngàn rưỡi vạn. Nhưng ngay lúc giờ phút này, thanh âm băng lãnh kia đột ngột vang lên lần nữa. Hàn lập thở dài một hơi, sắc mặt gượng cười, quay qua đề hồn nói ra, đề hồn, tài lực đối phương trên cơ. Ta, tán hồn quỷ địch này xem ra không lấy được rồi. Nào biết giờ phút này hai con ngươi đề hồn khép hờ, đối với lời nói hàn lập phẳng phất như không nghe thấy. Hàn lập cảm giác hơi kỳ quái, nhưng cũng không quấy dày. Lúc này trong hội trường lại không có người ra giá, lão giả mập mạp kia theo thường lệ hỏi thăm ba tiếng, rồi tuyên bố người sở hữu tán hồn quỷ địch. Vào thời khắc này, đề hồn mở to mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói ra, chủ nhân, những người kia vừa mới nói chuyện một hồi, ta dò xét được một tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Hàn Lập đang muốn nói với đề hồn về sự tình tán hồn quỷ địch, bị người khác thu lấy mất, nghe lời này, vội dừng lại, hỏi. Ta thuật lại không rõ lắm, chủ nhân người tự mình xem đi. Đề hồn bấm niệm pháp quyết một chút, một sợi hắc quang chui vào mi tâm Hàn Lập. Trong đầu Hàn Lập hiện ra một đoàn hắc quang, sau đó nhẹ nhàng bạo liệt ra, hóa thành một hình ảnh, chính là tình huống trong phòng khách kia tài lực kim tiền bối thật sự phong phú một số lớn tiên nguyên thạch như thế nói cầm ra liền cầm ra ngay một người áo đen lấy lòng nói ra chỉ là một chút tiên nguyên thạch không cần phải nói thân ảnh cao gầy kia có chút đắc ý nói tốt đồ vật nên mua cũng mua được rồi đã chậm trễ lâu rồi tranh thủ làm chuyện chính sự cho tốt đi nếu để phệ kim tiên kia lại chạy thoát chúng ta cũng đừng mơ tưởng có quả ngon để ăn một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn khác lạnh giọng mở miệng chính là nữ tử chẳng biết tại sao thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Đúng, đúng. Những người khác có chút e ngại thân ảnh nhỏ nhắn này, vội vàng liên thanh đáp ứng. Hình ảnh hơi ngắn ngủi, đến đoạn này chớp động hai lần, biến mất không còn tâm tích. Trong mắt Hàn Lập hơi híp lại, quang mang kỳ lạ trong mắt chớp động. Người cử nguyên quan, ý đồ bắt vệ kim tiên, chẳng lẽ là kim đồng từ trong cử nguyên quan trốn thoát ra. Chương 1202, âm thầm theo dõi. Dịch giả, độc hành chủ nhân, người cảm thấy bọn hắn nói phệ kim tiên kia có phải là kim đồng không?" Đề hồn hỏi, "Cái gì? Các ngươi tìm được manh mối lão đại rồi hả?" Trong không gian hoa chi, Tiểu Bạch nghe Đề Hồn nói lời này, lập tức kêu to lên, "Không phải là không có khả năng này, Kim Đồng cơ trí hơn người, rất có khả năng đã trốn khỏi cửu nguyên quan." Hàn Lập không để ý đến Tiểu Bạch, trầm giọng nói, "Chỉ là, nếu như Kim Đồng đang ở phụ cận, vì sao hắn không cảm ứng được chút nào?" bất quá kim đồng bây giờ đã đạt đến đại la cảnh lực lượng thần hồn thăng hoa luyện hóa ấn ký hàn lập lúc trước lưu trong cơ thể nàng cũng khó nói chủ nhân những người kia đã rời đi ánh mắt để hồn sáng lên mở miệng nhắc nhở hàn lập nghe vậy quay đầu nhìn lại sáu người kia giờ phút này đã rời khỏi xương phòng bước nhanh ra bên ngoài đi theo mấy người kia hàn lập nói bất động thanh sắc đứng lên đại hội đấu giá mặc dù còn chưa tiến hành đến một nửa phía sau khẳng định còn có rất nhiều bảo vật được đưa ra bán bất quá bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nữa chờ sáu người kia đi xa hàn lập và đề hồn lúc này mới rời phòng đi theo rất mau rời khỏi sàn bán đấu giá sáu người kia ra nhật nguyệt cát lập tức bay về phía xa trong thành giờ phút này tụ tập đầy các loại người người mặc các loại kỳ trang dị phục đều có cho nên sáu người dù áo đen phủ đầy thân cũng không làm người khác chú ý hàn lập và đề hồn theo phía sau xa xa tiểu bạch ở trong không gian hoa chi la hét ầm ĩ hàn lập không cách nào đành thả nó ra ngoài sáu người kia rất mau đến biên giới Lưu Kim Thành, tạm thời ngừng lại. Nơi này đã rời xa chỗ phồn hoa, cư trú ở nơi này phần lớn là tu sĩ cấp thấp, còn có một số phàm nhân. Một người áo đen vượt qua đám người, lật tay lấy ra một tinh cầu màu lam, bấm niệm pháp quyết thôi động, trong tinh cầu màu lam hiện ra một đoàn lam quang giống như vòng xoáy. Vào thời khắc này, trong vòng xoáy có một đạo kim quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái, rồi biến mất. Không sai, người kia ở ngay chỗ này. Người áo đen mở miệng nói ra, lại là giọng nữ, chính là thanh âm Lam Nhan. "Tốt, rốt cuộc tìm được nơi hạ lạc của người này." Thân ảnh yêu kiều kia vui vẻ nói, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên. Từng đạo ngân quang từ trong tay áo người đó bắn ra, lại là từng thanh trận kỳ màu bạc, chui vào hư không phụ cận. Hư không phía trước hơi rung động, một màn sáng hình bán cầu trong suốt nổi lên, bao phủ một mảng lớn khu vực phụ cận vào trong đó. Trên màn sáng có vô số đường vân màu bạc, nhìn huyền diệu không gì sánh được. Màn sáng trong suốt vừa mới xuất hiện, lập tức nhanh chóng lóe lên biến mất, không làm tu sĩ phụ cận chú ý chút nào. Có càn khôn nhất khí đại trận này, vệ kim tiên kia mơ tưởng chạy thoát. Một người áo đen khác cười nói: "Bớt nhiều lời đi, bắt lấy người kia mới là việc cần làm đấy." Bóng người yêu kiều hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bay tới, dung nhập vào hư không phía trước. Trung quanh hiện ra từng gợn sóng trong suốt, nhưng rất nhanh biến mất. Năm người khác theo sát phía sau, cũng chui vào trong hư không phía trước. Sau khi thân ảnh sáu người hoàn toàn biến mất, giữa không trung lóe lên, ba bóng người nổi lên như ẩn như hiện, chính là ba người Hàn Lập. Trên thân ba người đều chớp động một tầng thanh quang như ẩn như hiện, nhìn giống như phủ lên một tấm áo khoác màu xanh. Tầng thanh quang này triệt để che giấu, khí tức ba người mảy may không phát tán ra. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết vung lên, đầu ngón tay bắn ra một vệt kim quang bay vụt tới, chui vào trong hư không phía trước. Hư không phía trước nổi lên từng tia ngân quang ngưng tụ thành từng nét phù văn, ngăn trở sợi kim quang kia lại. Song phương kiềm chế lẫn nhau, nhao nhao tán loạn biến mất. Thật là cấm chế không gian lợi hại, mặc dù phá vỡ không khó, nhưng sợ là sẽ bị năm người kia phát giác được tung tích của chúng ta. Hàn lập nhíu mày nói ra, cấm chế không gian cứ giao cho ta là được, hai người trước trốn vào bụng của ta đã. Tiểu Bạch nghe vậy cười một tiếng, trên thân chớp động bạch quang, hóa thành hình dạng tỷ hưu. Tiểu Bạch há to miệng rộng, nuốt hàn lập và đề hồn vào trong miệng, sau đó miệng lẩm bẩm bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang như nước bạch quang chớp động thân thể tiểu bạch thình lình chậm rãi dung nhập vào hư không chung quanh hóa thành một đoàn bóng trắng lơ lửng trong hư không bay về phía trước rất nhanh chạm đến cấm chế phía trước hư không phía trước lập tức hiện ra đạo đạo phủ văn màu bạc định ngăn cản tiểu bạch biến thành bóng trắng bất quá bóng trắng kia quay tít một vòng phảng phất như mây mù phiêu tán ra thình lình dung nhập trong những phủ văn màu bạc kia chậm rãi xuyên thấu qua trong hư không sau cấm chế. Từng đạo bạch quang giống như mây mù xuất hiện, sau đó hội tụ về một chỗ, ngưng tụ thành thân ảnh tiểu bạch. Nó há miệng phun một cái, hai đạo nhân ảnh bắn ra, hiện ra thân hình Hàn Lập và Đề Hồn. "Tiểu Bạch, không ngờ ngươi còn có loại thần thông này, vậy mà có thể xuyên thấu qua không gian cấm chế." Hàn Lập kinh ngạc nói. "Hắc hắc, trong cơ thể mặc nhãn tỳ hưu chúng ta mang theo không gian, trong huyết mạch vốn ẩn chứa một ít lực lượng không gian." Trên thân tiểu bạch chớp động bạch quang, lần nữa hóa thành hình người, mặt lộ vẻ đắc ý. Hàn Lập mỉm cười, sau đó nhìn lại phía trước, lông mày đột nhiên nhăn lại. Thân ảnh sáu người kia đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để không còn tung tích. Chủ nhân, những người kia cũng không biến mất, mà là thi pháp ẩn nặc hành tung, giờ phút này đang ở trước mặt, chúng ta mặc dù mượn nhờ độn thiên phù của tiểu Bạch ẩn giấu hành tung, nhưng tới quá gần có khả năng sẽ bị phát hiện. Trong mắt Đề Hồn hiện ra một tầng u mang, chỉ về phía trước nói ra. Hàn Lập thầm vận cửu u ma đồng, lập tức phát hiện tung tích sáu người ở xa phía trước, đang đi đến một khu ngã tư tiểu viện vắng vẻ rồi vây kín lại đi mắt hàn lập sáng lên lập tức bay về phía đó đề hồn và tiểu bạch vội vàng đuổi theo ba người hàn lập tự mình che đậy khí tức đề hồn lại lấy bí thuật ngăn chặn khí tức thần hồn của bọn hắn lúc này mới tới gần tòa tiểu viện kia chỉ là không đợi mấy người tới gần bên trong tiểu viện kia liền bộc phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt một mảnh huyễn quang màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra hóa thành một vòng xoáy kim quang bỗng dưng quét ra cuốn theo cuồn cuộn phong lôi trùng kích bốn phương tám hướng trực tiếp phá nát mảnh sân nhỏ triệt để hóa thành một vùng phế tích ba người hàn lập vọt tới trước vội dừng lại tránh né núp sau một gốc cổ thụ hắn chăm chú nhìn lại chỉ thấy trong bụi mù cuồn cuộn có năm sáu đạo nhân ảnh bay ra rơi vào trên đất chống bốn phía tự nhiên chính là đám người trước đó gặp ở bách tạo đại hội mà theo dư ba tầng kim quang kia dập dờn tỏa ra lông mày hàn lập bỗng nhiên nhíu một cái từ đó đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc không phải Kim Đồng, lại là hắn." Hàn Lập hơi kinh ngạc nói. "A, à, vậy mà không phải lão đại, đó là ai vậy?" Tiểu Bạch nghe vậy, cũng nghi ngờ hỏi. Nó vừa dứt lời, trên phế tích khói bụi tản đi, liền xuất hiện một thanh niên nam tử thân mang trường bào màu vàng. Dung mạo người này có chút anh tuấn, trên mặt còn mang theo thần sắc lười biếng mà Hàn Lập lần đầu nhìn thấy, chính là Đại La phệ Kim Tiên Khúc Lân. "Ai? Những người các ngươi sao lại như âm hồn bất tán vậy?" Ánh mắt khúc lân quét qua đám người vây quanh mình, thở dài một hơi, hỏi. Đạo hữu, kỳ thật chúng ta cũng không cần phải động thủ, chỉ cần ngươi cùng chúng ta trở về thiên đình. Sẽ biết lúc trước ta nói không giả, chúng ta thật chỉ muốn lấy lễ để tiếp đón, mời ngươi tham gia bồ đề thịnh yến mà thôi. Thanh âm một nữ tử vang lên. Hàn lập nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là một nữ tử mặc hắc bào dáng người linh lung, đường cong thướt tha. Bọn hắn là người của thiên đình, không phải người của cử nguyên quan sao. Đề hồn nghi ngờ hỏi, trong lòng hàn lập cũng không hiểu, không nghĩ ra vì sao Lam Nhan lại đi cùng những người thiên đình này. Trước đó đã nếm qua thua thiệt với người thiên đình các ngươi, thật vất vả mới từ trong tuế nguyệt tháp thoát thân, các ngươi lại tìm tới cửa, như vậy làm sao ta dám tin tưởng chứ? Khúc lân cười lạnh một tiếng, hỏi, trước kia sợ là có hiểu lầm. Thanh âm nữ tử mặc hắc bào không mang theo tình cảm nói. Ít nói lời vô ích đi, các ngươi nếu thật sự lấy lễ tiếp đón. Vậy lão tử không muốn đi, các ngươi có thể đi rồi. Khúc lân cười nói. Nếu đã cho mặt mũi lại không cần, vậy không oán trách chúng ta được. Nữ tử hiển nhiên cũng không phải tính tình tốt lành gì, lạnh giọng trả lời. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên khoát tay, trong tay áo lập tức tiếng thét đại tác, một mảnh xương mù xích hồng phồng lên tuôn ra, hóa thành một mảnh hỏa hồng, che hư không trên đỉnh đầu khúc lân lại. Cùng lúc đó, điểm điểm nhỏ bé dày đặc trên mặt đất không ngừng sáng lên màu đỏ một tầng chẳng chịt hỏa nghĩ kiến màu đỏ từ dưới đất không ngừng chui ra, những nơi đi qua phế tích tàn viên nhao nhao nóng chảy ra, hóa thành một mảnh chất lỏng như nham tương. Không phải oan gia không chạm chán, lại là nàng ta. Hàn lập thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu một cái. Thế nào, chủ nhân, nữ tử kia là tình nhân cũ của người. Tiểu Bạch nghe vậy, kinh ngạc hỏi. Nói bậy bạ gì đó, nữ tử kia là xích mộng, tinh tu lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính, cũng là tu sĩ đại la, thủ đoạn không tầm thường, ngàn vạn lần không được chủ quan. Hàn lập nghe vậy, cốc cho nó một cái, nói ra. Tiểu bạch nghe vậy, vuốt vuốt đầu, tiếp tục nhìn lại bên kia. Chỉ thấy hỏa nghĩ đầy đất cơ hồ vây quanh khu vực này, chỉ lưu lại một vòng đất chống người trượng quanh khúc lân. Cũng không biết là nữ tử kia tạm thời chưa cho công kích, hay là những con kiến này trời sinh e ngại phệ kim tiên. Nói lời vô dụng với hắn làm gì, động thủ đi. Trong sáu người áo đen, một nam tử thân hình cao lớn, tiếng nói già nua, hiển nhiên tính tình càng thêm nóng nảy gầm thét một tiếng. Mấy người còn lại ngoại trừ Lam Nhan, cũng nhao nhao thi pháp, công kích đến khúc lân. Người thân hình cao lớn kia dẫn đầu xuất thủ, mạnh mẽ vung tay áo về phía trước, trong ống tay áo kia âm phong đại tác, cuồn cuộn hắc vụ tuôn ra mãnh liệt, bảy tám đầu la thiên quỷ vương tướng tá giữ tợn từ đó đột nhiên tuôn ra, xông về phía khúc lân. Xem ra khi trước phát hiện, ra hỏa tu luyện thần hồn pháp tắc chính là hắn, con đường có điểm tương tự với ta, chỉ tiếc không có thuộc tính thiên phú như ta, một mực đi về phía âm sát, ngược lại trở nên tầm thường. Để hồn thấy thế, có chút tự đắc nói. Điều trùng tiểu kế, cũng dám bêu xấu. Đối phương tuy là tu sĩ đại la, khúc lân cũng hồn nhiên không sợ. Gã bước một chân ra, đạp một cái như núi lở, phát ra tiếng vang ầm ầm, thật lớn. Một gợn sóng màu vàng từ dưới chân gã bỗng nhiên chấn khai, hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng chấn động trùng kích bốn phương tám hướng, chấn văng những hỏa nghĩ lao đến gã, tiếp đó một quyền oanh kích ra chỉ thấy trên đầu quyền quang mang tăng vọt, hóa thành một mảnh kim mang lóa mắt, như hỏa diễm mãnh liệt cuốn qua, trực tiếp nuốt sống tất cả La Thiên Quỷ Vương vào. Nương theo trận trận tiếng rú thảm thê lương, tất cả thân thể La Thiên Quỷ Vương vỡ ra, hóa thành một mảnh bụi xám đen. Theo sát phía sau, trong dáng hồng trên đỉnh đầu, tiếng oanh minh đại tác, khắp nơi là hỏa diễm nóng rực như dầu lửa dội xuống đầu, trực tiếp che khuất thân thể Khúc Lân vào. Cùng lúc đó, một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn trăm trượng, mặt ngoài chớp động phù văn, trên đó tản mắt ra trận trận kim mang sắc bén làm người sợ hãi, từ trên cao rơi thẳng xuống, chém thẳng hòa diễm xích hồng và hư không một phân thành hai, chém trúng khúc lân. Chương 1203, Đại La chi tranh. Dịch giả: Nguy Dung Biên, độc hành đề tự, trưởng thiên đầu vai khúc lân chúng kiếm, bả vai như có máu chảy ra, chân sau khuỵu gối, nửa quỳ xuống. Miệng gã rên lên một tiếng, kim quang quanh thân bỗng nhiên sáng lên, chống lại sự áp bách của cự kiếm, vết thương trên bả vai bắt đầu khép lại cự kiếm được khống chế bởi một tên nam tử thấp bé mặc áo đen. Thấy vậy, y hừ lạnh một tiếng, tay bấm kiếm quyết, nặng nề ép xuống tiếp. Cự kiếm màu vàng liền theo đó hạ xuống. Khúc lân bị y ép tới mức thân hình run lên, nhưng không quỳ xuống lần nữa mà đứng yên tại chỗ. Gã cười sang sảng, mở miệng châm chọc, ha ha, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Xích mộng thấy vậy, cười lạnh một tiếng đáp, từng nghe thân thể vệ kim tiên không thể phá vỡ, hôm nay mới gặp. Thế nhưng cũng chỉ vậy thôi. Dứt lời, ả à vung tay lên một mảng kiến lửa lớn bò tới tấp lên trên người khúc lân những nơi chúng đi qua để lại những vết bỏng lưu huỳnh khiến lớp ra khúc lân hiện lên nhiều dấu vết màu đen gã chỉ liếc qua rồi không nhìn lại hai tay đánh một cái kim quang quanh người sáng rực tầng tầng gợn sóng cổ quái xuất hiện bồng bềnh tất cả kiến lửa bị chấn động liền rơi xuống thanh cự kiếm trên đầu vai gã cũng run lên dữ dội bị kim quang bức lui gã nhắc chân đạp mạnh xuống đất một gợn sóng màu vàng dưới thân lay động cả người như một mũi tên bay vụt lên muốn thoát khỏi nơi này tuy nhiên ngay khi gã bay tới giữa không trung bầu trời trên đầu đột nhiên tối sầm lại một đám sương mù đen ngưng tụ thành một con quỷ lớn nhô người ra từ đám mây nó há miệng nuốt gã vào trong miệng vừa vào trong miệng con quỷ kia khúc lân liền có cảm giác thức hải hôn mê một hồi gã còn chưa kịp phản ứng xung quanh đã xuất hiện những sợi xiềng xích mờ mờ bay vụt tới từ bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua thân thể sương mù màu xám lượn lờ quanh sợi xích chui vào trong cơ thể khúc lân khiến cả người gã phát lạnh, tiên linh lực toàn thân phẳng phất như bị đông cứng lại, nhất thời dãy ruộng cũng không thoát ra được. Mấy người còn lại ở xung quanh cũng lập tức đuổi theo công kích. Cùng lúc, ngọn lửa màu xanh, ánh kiếm, quyền ảnh hạ xuống tới tấp, tất cả dáng xuống thân người khúc lân. Khúc lân mặc dù sắc mặt khác thường, nhận lấy toàn bộ những công kích này nhưng nhìn qua không thấy lo ngại chút nào. Tên nam tử cao lớn tu luyện âm hồn pháp tắc lên tiếng khàn khàn, cơ thể con trùng này quả nhiên mạnh mẽ, để ta phá hủy thần thức của nó đến lúc đó dù nó ngu si nhưng vẫn mang về được dứt lời y vạn cổ tay lấy ra một cây sáo ngắn màu đen đưa lên môi ở phía ngoài xa hàn lập thấy cảnh này trong lòng chợt nghĩ không ổn chớp mắt sau một âm thanh sáo trúc dồn dập vang lên từ đằng xa phù văn trên cây sáo ngắn kia sáng lên những luồng sóng âm kỳ quái mà mắt thường khó thấy trầm bổng vang lên phát ra bốn phương tám hướng khuôn mặt khúc lân vốn còn đang bình tĩnh ngay khi sóng âm vang lên liền biến đổi ngay lập tức gã trao mày diện mục cũng trở nên dữ tợn gã cảm thấy thức hải giống như đột nhiên xuất hiện một lưỡi cưa vô hình nhanh chóng kéo đẩy trước sau muốn cắt tất cả thần hồn và thức hải của gã thành hai nửa bản thân khúc lân tự nghĩ mình tu hành nhiều năm sự cường đại của thần hồn so với tu sĩ đại la cũng coi như hàng thượng đẳng không ngờ đối mặt với tiếng sáo này lại yếu ớt không chịu nổi nam tử cao lớn thay đổi âm điệu sóng âm phát ra lập tức càng bén nhọn hơn lưỡi cưa lúc trước không thấy đâu nữa thay vào đó biến thành vô số mũi khoan đâm thẳng lên thần hồn của gã a à, một tiếng gào thét dữ dội xé lòng vang lên bên phía hàn lập mặc dù đã sớm phòng bị nhưng khi tiếng sáo truyền đến ba người đều bị công kích trong đó để hồn vốn tu luyện pháp tắc cùng loại khả năng chống đỡ của nàng là tốt nhất bản thân hàn lập có luyện thần thuật thần hồn mạnh mẽ hơn hẳn tu sĩ tầm thường dĩ nhiên cũng có thể chống cự một phần chỉ có tiểu bạch mới kế thừa sức mạnh mặc nhãn tỳ hưu trong thời gian ngắn ngủi không chống đỡ được tuy nó cố gắng chịu đựng không lên tiếng nhưng thân thể đã run lên thấy vậy mi tâm để hồn lóe lên ánh sáng đỏ rồi tỏa ra một con mắt dựng thẳng hiện lên bắn ra hai tia sáng màu đỏ sậm bắn tới mi tâm mỗi người hàn lập và tiểu bạch thần thức hàn lập liền khôi phục trấn tĩnh tiểu bạch cũng cảm thấy không còn khó chịu như trước lúc này thanh âm của xích mộng đột nhiên vang lên ha ha đi mòn giày sắt tìm không được đến tay chẳng mất chút công phu. Hàn Lập, bản tọa một mực tìm ngươi không thấy, vậy mà không ngờ hôm nay ngươi lại tự tìm tới cửa. Bóng dáng à bay vụt lên, lơ lửng trên đầu ba người Hàn Lập. Hắn thấy đã không ẩn nấp được nữa liền dẫn Tiểu Bạch và Đề Hồn hiện thân, lơ lửng giữa không trung. Đề Hồn đã sớm phóng ra một tầng linh vực màu đỏ sậm, bao phủ ba người bọn hắn vào trong. Hàn Lập không sợ, bật cười lớn, hồn nhiên nói, vậy thì thật vất vả cho Sích Mộng Tiên tử rồi. Lam Nhan ở chỗ xa một mực không tham chiến cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, Hàn đạo hữu. Xích Mộng đánh giá Hàn Lập một chút liền phát hiện khí tức biến hóa trên người hắn, trong lòng hơi kinh động. Lúc đầu ả à đuổi bắt Hàn Lập thất bại, thời gian vừa qua chưa lâu, vậy mà gia hỏa này đã đến cảnh giới đại la. Tuy nhiên, ả à mau chóng khôi phục dáng vẻ thong dong. Xích Mộng khẽ cười một tiếng, đại la cảnh thì thế nào? Chưa từng chém qua tam thi thì cũng chỉ là chim non mà thôi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát so với những cảnh giới khác từ đại la sơ kỳ về sau mỗi một lần chạm thi sẽ tiến dai một tầng chảm hết tam thi là có thể vượt qua đại đạo gian nan như rãnh trời kia đạt thành cảnh giới đạo tổ mà mỗi lần chạm thi đều hung hiểm muôn phần một khi thành công thực lực tăng lên vô cùng rõ rệt khác biệt của mỗi một tiểu cảnh giới không khác gì đại cảnh giới lúc trước hơn nữa phe mình người đông thế mạnh tất nhiên xích mộng hoàn toàn có lòng tin bắt được hàn lập điều duy nhất cần đề phòng chính là loại bí thuật cổ quái, mà đột nhiên hắn dùng để chạy trốn trước kia. Miệng à hô một tiếng, bàn tay vung lên. Hào quang đỏ rực sáng lên, hóa thành một màn sáng to lớn hình tròn khuếch trương ra, nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Đám người hàn lập cảm thấy không khí xung quanh nóng rực lên, trong nháy mắt đã bị xích mộng bao vây bên trong linh vực. Ánh lửa ngút trời khắp bốn phía, tám ngọn thác lửa từ trên trời cao đổ xuống. Trên mặt đất, một vùng hồ đầy nham thạch nóng chảy cũng được hình thành ngay lập tức, không khí xung quanh như sôi trào lên. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đất đai, sông hồ bị bốc hơi không còn gì, mặt đất xuất hiện những khe rãnh kéo dài cả nghìn dặm, vết rạn nứt ở khắp mọi nơi. Tiểu Bạch cảm thấy miệng lưỡi phát khô, dường như thiên địa linh khí xung quanh đều bị sức mạnh của linh vực sáng. Dực này thiêu đốt hoàn toàn. Tiểu Bạch nhịn không được nói, bà trẻ này nhìn không phải loại lương thiện gì cả. Hàn Lập cũng nhíu mày nói, xem ra lần trước giao đấu, nàng cơ bản không dùng toàn lực. Xích Mộng hạ lệnh, Khê đường trưởng lão, vệ kim tiên kia giao cho ngươi và kiếm khâu trưởng lão, những người còn lại cùng ta bắt người này. Tên nam tử cao lớn tu luyện âm hồn pháp tắc, kia và người thấp bé khống chế kim kiếm kia, đồng thời đáp ứng. Thân hình hai tên áo đen khác lóe lên, bay tới bên cạnh xích mộng. Hàn lập nghiêng người phân phó đề hồn một tiếng, đề hồn, ngươi đi trước đi, cứu khúc lân ra. Được, đề hồn gật nhẹ đầu muốn rời đi. Xích mộng nhíu mày lại, cả giận nói, ở bên trong linh vực bản tọa mà ngươi lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dứt lời, ả vung tay lên, hồ dung nham bên dưới lập tức cuồn cuộn dữ dội, một hỏa diễm cự nhân cao hơn trăm trượng chậm rãi đứng lên, tay nắm một thanh trường kiếm hỏa diễm to lớn, ngăn cản đường đi của đề hồn. Đề hồn thấy thế hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay nàng lăng không xuất hiện một quỷ chảo màu đen, thần thông vận chuyển, vung về phía trước. Những chảo ấn đen kịt sinh ra giữa không trung, trực tiếp xé rách hư không, chém luôn hỏa diễm cự nhân kia làm vài khúc nàng nhìn thoáng qua u minh quỷ trào trong tay, hơi thỏa mãn với tiên khí mới có được, gật nhẹ đầu. Những hỏa diễm cự nhân kia đứt gãy liền hóa thành dung nham, chảy xuống hồ. Xích mộng cười nhạo một tiếng nói, dạng hỏa linh này, trong linh vực ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. À còn chưa dứt lời, hồ dung nham bên dưới lập tức càng dâng trào mãnh liệt hơn. Lần lượt từng hỏa diễm cự nhân đứng lên, tay cầm hỏa diễm cự kiếm, chém tới đám người hàn lập. Tay hàn lập nhẹ nhàng di chuyển. Một tầng ánh sáng màu vàng hiện ra, hóa thành một linh vực màu vàng nhạt, trồng lấn lên hỏa diễm linh vực của Sích Mộng. Trong linh vực, tốc độ thời gian trôi lập tức phát sinh biến hóa, tốc độ vung kiếm của những hỏa diễm cự nhân kia liền dừng một chút. Để hồn tức thì phi thân ra rồi lại vung u minh quỷ chảo lên. Mấy chục chảo ấn màu đen lăng không sinh ra, một lần nữa chém đứt tất cả hỏa diễm cự nhân. Thân hình nàng bay xuyên qua, đi thẳng tới phía khúc lân. Nhưng đúng lúc này, một thác dung nham đổ xuống chân trời đột nhiên tuôn trào cuồn cuộn, trong đó bay ra một con nham tương giao long, nó há to miệng như chậu máu, cắn phủ xuống đầu đề hồn. Đề hồn tất nhiên không sợ, U Minh quỷ trào trong tay một lần nữa đại triển thần uy, đánh vỡ nham tương giao long kia. Tuy nhiên, nham tương giao long này không giống như hỏa diễm cự nhân lúc trước trực tiếp nóng chảy ra. Ngay khi nó bị xé đứt, trong nháy mắt liền dung hợp lại trong hào quang đỏ rực, tiếp tục cắn về phía đề hồn. Lúc này, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng của Hàn Lập, ngươi không cần quan tâm, cứ tiến về phía trước là được. Đề hồn nghe vậy, không tiếp tục công kích nữa mà bay thẳng về phía trước. Ngay khi thân hình nàng sắp bị giao long há miệng nuốt, thanh âm bọt nước đột nhiên vang lên. Một dòng sông màu vàng óng bỗng từ dưới đất lao ra, tràn thẳng vào trong miệng nham tương giao long. Thân thể nó lập tức ngưng kết ngay tại chỗ, bốc lên những luồng sương mù màu trắng. Đề hồn thừa dịp sóng nước này bay thẳng đi, vượt qua cơ thể giao long, bay ra ngoài, tới trước người khúc lân. Khúc lân nhìn đề hồn tới cứu và hàn lập phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Khê Đường trưởng lão thấy vậy, một lần nữa thổi cây sáo ngắn trong tay, sóng âm trên đó lại ngưng tụ không tan, không truyền tản ra bốn phía mà tụ lại một chỗ, thẳng tới vị trí đề hồn. Đề hồn nhếch miệng cười, chẳng những không nửa điểm sợ hãi, mà lại tính toán, nếu như ăn kẻ trước mắt này, thực lực của mình có thể tiến cảnh bao nhiêu. Khê Đường trưởng lão nhìn thấy miệng nàng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng hiếu, chẳng biết tại sao tim đập nhanh mà không rõ nguyên nhân. Chương 1204, ngạc nhiên liên tục dịch giả độc hành xích mộng nhìn dưới thân trống rỗng bỗng xuất hiện dòng sông màu vàng óng cuồn cuộn trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên không ngờ ngươi đã ngưng luyện ra linh vực tạo vật cảnh đáng tiếc chỉ là một dòng sông lại còn không phải lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính thuần khiết làm gì được ta chứ ha ha xích mộng cười nói nhưng rất nhanh nàng không cười được nữa trong hư không bốn phía từng đợt ba động thời gian pháp tắc truyền đến mãnh liệt một dãy núi uốn lượn chập trùng nổi lên cây rừng màu xanh bao phủ trên đó một vòng kiêu dương giống như kim ô, lại như mặt trăng màu vàng treo cao trên trời, bốn phía tựa hồ còn có lấm ta lấm tấm ánh lửa chiếu rọi trong đó. Sao lại như vậy? Người bất quá chỉ là đại la sơ kỳ, làm sao có thể ngưng luyện ra linh vực tạo vật cảnh hoàn mỹ như thế? Thần sắc xích mộng đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết, cô động linh vực không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, không những phải hao phí đại lượng tâm lực và thời gian, còn cần rất nhiều tài nguyên cùng cơ duyên. Người tầm thường, cho dù là tạo vật hóa linh, cũng chỉ có thể hình thành vực linh nguyên thủy nhất, thác nước nham tương và hỏa diễm cự nhân của nàng là như thế, còn Hàn Lập lại ngưng luyện ra hình thái sơn thủy nhật nguyện, tinh thần, thực sự hiếm thấy. Lần này, ngay cả Sích Mộng cũng không thể không nghiêm túc đánh giá cao thực lực của Hàn Lập. "Lam Nhan, ngươi cũng nhanh tới hỗ trợ." Ý niệm trong lòng Sích Mộng thay đổi thật nhanh, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Nhan một mực lưu tại chỗ kia, quát. Lam Nhan nghe vậy, không khởi hành liền, mà thân hình thoáng lung lay một cái lộ vẻ do dự đừng quên chuyện ngươi cầu đó thanh âm xích mộng lạnh lùng nói lam nhan nghe lời ấy trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ đành phải phi thân lên bay đến bên này hàn lập thấy thế lông mày hơi nhăn lại đúng lúc này dị biến phát sinh một đạo bạch quang lóa mắt bỗng nhiên lóe lên tiểu bạch bỗng cảm thấy hai mắt như bị cường quang đâm một cái không khỏi hoa lên trong không gian linh vực của hàn lập áp chế thân ảnh thướt tha của xích mộng quả thực không bị ước thúc trong nháy mắt lách mình tới bàn tay nàng vừa nhấc lên một lồng sáng hơi mờ bỗng nhiên từ đỉnh đầu chụp xuống trong nháy mắt bao phủ hai người hàn lập vào trong xích mộng thấy thế vui mừng hai tay bấm pháp quyết trên lồng sáng hơi mờ kia chín đầu xích hồng tinh long lập tức sống lại há miệng phun ra long tức hỏa diễm dũng mãnh lao tới hai người trong lồng sáng a à, một tiếng kêu thảm vang lên thần sắc xích mộng đột biến vội ngừng uy năng cửu long thần hỏa cháo kết quả nhìn thấy hai tên áo đen do mình mang đến đang bị lồng sáng trong suốt bao phủ bên trong áo bào đen trên thân đã bị thiêu hủy, lộ ra vẻ thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Xích mộng kinh nghi nói. Đã nếm qua một lần thua thiệt, làm sao lại ăn thêm một lần nữa? Thanh âm hàn lập mang theo vẻ mỉa mai, từ nơi không xa chuyển đến. Vừa dứt lời, trên thân hàn lập liền có một tầng kim quang tràn đầy, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đã tới trước người xích mộng. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bỗng nhiên chém ra, trên thân kiếm quay cuồng kim lôi, tia điện tuôn ra. Thật nhanh! Xích Mộng vừa cảm thấy hoa mắt, mũi kiếm Hàn Lập đã đến trước cổ nàng. Nàng chỉ kịp dựng thẳng một trường ngăn trước người, liền bị một kiếm Hàn Lập đánh bay lui sau. Toàn thân Xích Mộng tê liệt, trên mu bàn tay đau nhức một trận, thân hình quay cuồng, bay ra ngàn trượng, rốt cuộc mới ổn định thân hình. Nhưng mà, còn không đợi nàng có cơ hội thở dốc, trên không trung lập tức ánh lửa ngút trời, từng đoàn từng đoàn hỏa vũ lưu tinh lớn như cối xay từ trên trời giáng xuống nàng. Trong lòng Xích Mộng căng thẳng, thân hình vừa định di động, lại phát hiện chỗ cổ chân chẳng biết lúc nào bị từng sợi dây leo màu xanh quấn quanh, đúng là không thể động đậy được. Nàng muốn thi pháp giải trừ khống chế, lại phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm chạp đến cực điểm, kết ấn căn bản không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng chợt quát một tiếng, khí tức toàn thân lập tức tăng vọt, cả người được một vòng hỏa diễm hừng hực bao khỏa quấn quanh. Ngọn lửa này chính là nguyên anh chân hỏa của nàng, vừa mới phóng thích ra, dẫn tới linh vực hỏa diễm cộng hưởng, thác nước nham tương bốn phía lập tức tụ đến, đảo ngược lên, va chạm cùng lưu tinh hỏa vũ đầy trời. Dây leo màu xanh quấn quanh mắt cá chân nàng cũng bị ngọn lửa này bức lui. Xích mộng vừa mới khôi phục tự do, thân hình lập tức bay lên cao, muốn tránh xa rừng cây màu xanh bên cạnh. Đến lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện, thời gian linh vực của Hàn Lập cũng không phải là tạo vật cảnh đơn giản, nó lại có bộ phận uy năng linh vực thiên nhân cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, nàng khó đảm bảo sẽ không bị lật thuyền trong mương. Hai người các ngươi thất thần làm gì, còn không phóng thích linh vực ra, triệt tiêu ảnh hưởng linh vực của hắn. Xích Mộng thu hồi Cửu Long thần hỏa cháo, quát lớn với hai tên áo đen kia. Hai người kia sao lại không biết lợi hại, hai mắt nhìn nhau một cái, hai tay hợp lại, đúng là liên thủ thi triển linh vực. Chỉ thấy một tầng ánh sáng màu đen từ trên thân hai người sáng lên, dung hợp thành một màn sáng màu đen khoách trương ra, đồng thời trồng chất vào linh vực của hai người Hàn Lập. Màn sáng màu đen bao phủ phía dưới, phạm vi ngàn dặm đại địa chấn động ầm vang, tất cả núi non sông ngòi trầm xuống, đất sụp xuống mười trượng. Thân hình Hàn Lập cũng không nhịn được rơi xuống một trượng. Một bên khác, Tiểu Bạch cũng không chịu được cỗ trọng lực áp bách cường đại này, rơi xuống mặt đất phía dưới. Nơi xa đề hồn đang chém giết cùng vị khê đường trưởng lão kia, quanh thân nàng phun trào quang mang đỏ sậm, một thân khí tức thập phần khủng bố. Vị trưởng lão tinh thông âm hồn pháp tắc kia đang rằng co, trên mặt sinh ra một tầng bạch cốt, nhìn tựa như ác quỷ, sáo ngắn màu đen trong tay thổi ra, tả âm bay đầy trời. Trên đại địa vốn đã dạn nứt, từng tia từng sợi sương mù đen kịt từ dưới đất toát ra, một tòa thành trì to lớn nổi lên. Phía trên thành trì sinh đầy bụi gai nhọn, khắp nơi treo lơ lửng xương người đầu lâu, trên tấm biển đầu tường viết hai chữ Triện Cổ Phong Đô, phía trên quấn quanh huyết quang, không ngừng truyền đến trận trận khí tức âm sát nồng đậm đến cực điểm. Khê Đường trưởng lão đứng thẳng ở phía trên thành trì, Sáo ngắn màu đen trong tay phát ra âm điệu càng thêm bén nhọn khó nghe. Theo trận trận tả âm vang lên, quỷ thành phong đô mở rộng cửa, hắc khí nồng đậm cuồn cuộn ra, vô số âm sát quỷ vật kinh khủng dữ tợn tuôn trào ra, nhao nhao lao đến đề hồn. Trong lúc nhất thời, cả nửa bầu trời đều bị mây đen che phủ, hàn sát chi khí quét qua, mặt đất hiện ra một tầng xương trắng. Đề hồn thấy vậy, không những không sợ, ngược lại có chút hưng phấn liếm môi một cái thân hình nàng không lùi mà tiến tới, như một chiến tướng trước trận, xông thẳng vào trong đại quân vạn quỷ, u minh quỷ trảo vung vẩy trên dưới, ở giữa không trung vạch ra từng đạo quỷ trảo màu đen giống như lôi điện, xé ngàn vạn lệ quỷ thành mảnh nhỏ. Đề hồn sử dụng u minh quỷ trảo càng thêm tùy tâm, vật này trong tay nàng uy năng càng lúc càng lớn, những nơi nó đi qua hư không bị xé rách, vạn quỷ gào thét, đơn giản đánh đâu thắng đó. Vạn quỷ biến thành âm hồn quỷ khí, chưa kịp tiêu tán giữa thiên địa, liền bị đề hồn hít một hơi thu vào trong cơ thể, đại quân vạn quỷ vậy mà căn bản không cản được một mình nàng. Cách đó không xa, Khúc Lân đang đánh giết tới trước kiếm khâu trưởng lão. Kiếm khâu lập tức giơ kiếm chém về phía cổ của y, Khúc Lân hạ thân hình xuống, há miệng cắn về phía thanh trường kiếm màu vàng không biết phẩm cấp kia, nhưng khẳng định là tiên khí không thể nghi ngờ. Chỉ nghe tạch tạch, một tiếng giòn vang, thanh trường kiếm màu vàng kia vỡ vụn ngay chỗ đó, bị Khúc Lân cắn ra một lỗ hổng to bằng miệng chén. Ngươi muốn chết, kiếm khâu trưởng lão đau lòng không thôi, giận tím mặt quát. Thần sắc khúc lân lãnh đạm lui ra, nhai từng mụn từng mụn kim kiếm tàn phiến, nuốt vào trong bụng. Y dương mắt nhìn hàn lập bên kia một chút, thần sắc có chút phức tạp, quả thực không ngờ hôm nay cứ y thoát khốn, lại là người này. Hàn lập bên kia giao chiến say xưa, hai tên áo đen kia liên hợp thi triển linh vực trọng lực pháp tắc, lập tức triệt tiêu không ít uy năng thời gian linh vực của hàn lập, khiến cho tốc độ di chuyển của hắn chậm lại không ít. Lúc này, Xích Mộng hơi thở dốc, lại lần nữa tiến lên, hai tay kết động pháp quyết, tám đầu thác nước nham tương trong linh vực lập tức bị điều động đến, hóa thành một vòng xoáy nham tương to lớn, cuốn về phía Hàn Lập. Trong vòng xoáy nham tương ngoại trừ hỏa lực nóng rực, còn có một cỗ lực hút cường đại, Hàn Lập bị nguồn lực lượng này hút lấy, mắt thấy sẽ rơi xuống chỗ trung tâm vòng xoáy. Trên mặt Hàn Lập không có vẻ gì sợ hãi, vung tay lên, trong linh vực của hắn liền đất dung núi chuyển, dãy núi uốn lượn kia đúng là treo trên bầu trời lướt ngang qua, chấn áp xuống phía dưới thân những nơi nó đi qua gợn sóng thời gian lan tràn ra tầng tầng vòng xoáy hỏa diễm lập tức bị chia ra hơn phân nửa mà hai tên áo đen kia cũng bị chấn áp trong phạm vi dãy núi bọn chúng cảm thấy thần thức trì trệ một trận lúc phản ứng thì đã bị dãy núi từ trên trời giáng xuống trực tiếp chấn áp xuống dãy núi là giả cũng không hóa thực cho nên cũng không quá nặng nề nhưng trên đó sinh trưởng đông ất thần mộc lại sớm hóa thực dễ của nó từ trong chân núi chui ra quấn lấy hai tên áo đen từng tia từng sợi bộ dễ tinh tế đâm rách làn da người áo đen, cắm dễ sâu vào trong huyết mạch bọn chúng, khiến cho cả hai kêu thảm một tiếng, sau đó không còn động tĩnh nữa, linh vực liên thủ thi triển cũng biến mất không thấy. Xích Mộng nhìn thấy một màn này, thần sắc trở nên khó coi. Nàng nhìn lại bên kia, phát hiện hai người kiếm khâu và khê đường cũng đang lâm vào khổ chiến, đồng thời nhao nhao rơi xuống hạ phong, trong miệng vẫn nộ quát, chỉ là đại la sơ kỳ, lại khiến bản tọa chật vật như thế, Hôm nay không giết ngươi, ta không còn mặt mũi đặt chân tại Thiên Đình." Nói xong, hai tay nàng đột nhiên vung lên, hư không chung quanh lập tức ánh lửa đại thịnh, tất cả thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, phảng phất bốn phía đều bị cách ly ra một vùng chân không. Quanh thân xích mộng quấn quanh xích diễm, một đầu tóc lửa phóng lên tận trời, trong đôi mắt dâng trào kim diễm, nhìn tựa như viễn cổ hỏa diễm thần, toàn thân trên dưới tràn đầy ba động khủng bố làm người sợ hãi. Chỉ thấy nàng vung tay lên, một mảnh kim diễm như cánh hoa từ trong hư không bay ra, đánh thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập liền vận chuyển Thiên Sát Chấn Ngục Công, một quyền đánh trả, ở trong hư không ngưng ra một đạo quyền ảnh khổng lồ, va chạm cùng cánh hoa hỏa diễm, phát ra một tiếng nổ đùng. Nhưng mà tiếng nổ đùng đoàng vừa qua, cánh hoa kim diễm kia đã đốt xuyên qua quyền ảnh đào thành một cái động, cuốn thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập khẽ cho mày, cổ tay chuyển một cái, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bỗng nhiên chém tới, lôi quang màu vàng bắn nhanh đến, chém cánh hoa kim diễm rối tung ra. Hắn chưa kịp mừng rỡ, hư không phía trước liền truyền đến một trận ba động dị dạng. Chỉ thấy sau lưng xích mộng hiện ra một đóa hoa kim diễm to lớn vô cùng, từng mảnh cánh hoa treo sau lưng, nhìn giống như khổng tước xòe đuôi, lại như quan âm mở ra thiên thủ. Trường 1205, kinh sợ thối lui. Dịch giả, uy ăn dung biên, độc hành đề tự, trưởng thiên xích mộng quát, có thể khiến ta sử dụng phần thiên viêm địa cũng đủ cho ngươi tự hào rồi hiện tại ngươi có thể chết lúc này hai mắt ả à biến thành hai đạo hào quang đỏ lóa mắt bên trong giống như biển lửa bốc lên vô tận như mặt trời trói trăng trên không làm cho người không dám nhìn thẳng sau một khắc bông hoa lửa sau lưng ả à tỏa sáng mãnh liệt vô số cánh hoa lửa màu vàng bay cuồn cuộn tới ánh lửa chiếu khắp thiên không từ chỗ này nhiệt độ hư không trong phương viên vạn dặm nhanh chóng tăng lên ngay cả không khí dường như cũng trở nên bỏng cháy nhất là ở gần đó mặt đất xung quanh đỏ rực dạn nứt, khiến ai ở trong đó đều giống như rơi vào phần thiên luyện ngục, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Thần sắc Hàn Lập không đổi, hai mắt ngưng lại. Linh vực trải rộng ngàn dặm lúc trước bỗng nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh hắn. Tay vừa bấm quyết, vầng trăng tròn trên đỉnh đầu hắn lập tức xoay tròn. Trên đó, vô số tia sáng màu vàng tỏa ra. Dưới đất, những dãy núi chập trùng bắn lên cát vàng ngợp trời. Ngay sau đó, trên núi, rừng cây giống như bị gió thổi, lay động ào ào. Quang âm chi thủy cũng theo đó chảy xuôi tới. Trên không trung giữa bầu trời, ánh lửa chiếu khắp nơi, khí tức bên trong toàn bộ thời gian linh vực lập tức biến đổi. Tốc độ những cánh hoa lửa màu vàng có thể thiêu đốt xuyên hư không này, bay tới cực nhanh, nhưng khi đối mặt với thời gian linh vực của Hàn Lập, Trung Quy vẫn chậm một bước. Trong chớp mắt, nó bay vào trong phạm vi linh vực, ngọn lửa màu vàng lập tức run lên, tốc độ lao đến lập tức chậm lại. Trên những cánh hoa lửa lại có những tia lửa nhỏ xíu tách ra, tiêu tán từng chút một vào trong hư không. đối với những cánh hoa lửa vàng này, khoảng cách ngắn ngủi mấy chục trượng bỗng chốc như biến thành một cái rãnh trời vô hình, khiến chúng khó vượt qua được. cứ mỗi tắc chúng tiến thêm và lại có một bộ phận ngọn lửa tách rời, lực lượng và uy thế giảm dần xuống. đến khi những cánh hoa này vượt qua ngàn vạn khổ cực, đến trước người Hàn Lập thì chỉ còn lại một đạo hào quang mờ yếu như đom đóm. trong lòng Sích Mộng hoảng hốt, làm sao có thể? à, phát hiện, đây là không gian linh vực của Hàn Lập làm tiêu hao từng chút một uy lực ngọn lửa của mình. Nhưng Hàn Lập lại biết rằng, uy lực của những ngọn lửa kia không phải bị tiêu hao hết, mà chúng bị lực lượng đại ngũ hành huyễn thế quyết của hắn phân giải, khiến chúng quay ngược lại, ngưng tụ về trạng thái bắt đầu. Điều này giống như khi Hàn Lập lần đầu nhìn thấy bộ dáng của thời không tinh bích. Tất cả ngoại vật tiến vào trong đại ngũ hành huyễn thế quyết, đều bị lực lượng thời gian vô cùng mạnh mẽ giải trừ, phân giải thành hình dạng bản nguyên ban đầu. Người thua rồi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi xài bước tới cơ hồ chỉ chớp mắt, hắn đã tới trước người xích Mộng. À biết rằng thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, dĩ nhiên sẽ cao hơn các pháp tắc còn lại một bậc. Nhưng, à không ngờ tới loại ưu thế kiểu như nghiền nát này. Trong lòng à kinh sợ, chiến ý không còn chút nào. Ngọn lửa quanh người à cuốn một vòng, thân hình bỗng vươn cao lên, bộ dáng muốn rời đi ngay lập tức. Hàn lập cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Một lần nữa, linh vực hắn khoách trương ra vạn dặm, trong nháy mắt bao bọc tất cả lại vầng trăng tròn lơ lửng cô độc giữa không trung liền bay xuống truy đuổi về phía xích mộng chân ngôn bảo luân biến thành trăng tròn càng tới gần lực lượng trói buộc truyền ra trên đó càng mạnh xích mộng cảm nhận được nguồn lực lượng kia ngày càng gần mà tốc độ của mình thì ngày càng chậm thần sắc càng trở nên khó coi giờ khắc này ả à không để tâm đến điều gì khác đành đưa tay điểm lên mi tâm miệng ngâm khẽ một tiếng phá âm thanh vang lên chỗ mi tâm của hai tên áo đen bị hàn lập chấn áp bằng linh vực ngọn núi bỗng sáng lên. Một ấn ký ngọn lửa xuất hiện, từ đó, ngọn lửa cuồng bạo bùng phát ra. Ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể hai tên áo đen lập tức vỡ ra, hóa thành một ngọn lửa hình cầu, nổ tung về bốn phía. Sóng khí cuồn cuộn dữ dội quét qua, linh vực sơn nhạc của Hàn Lập liền biến thành vô số cát sỏi màu vàng bay la liệt. Khu rừng đông ất thần mộc trên đó cũng sụp đổ, khắp nơi đều là những vết lửa cháy đen. Hàn Lập tương liên với khí cơ linh vực nên cũng bị liên lụy lồng ngực hắn cảm thấy ngột ngạt, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi. Chính trong khoảng thời gian chỉ hoãn ngắn ngủi này, xích mộng hóa thành một đạo hào quang đỏ biến mất cuối chân trời. Một bên khác, Khúc Lân đã kết thúc trận chiến. Tên tu sĩ kiếm khâu kia hiện ra chân thân chỉ sau có mấy hiệp, liền bị gã nuốt vào trong bụng. Còn khê đường trưởng lão kia cũng đã bị đề hồn bắt giữ, dùng u minh quỷ trảo khống chế đan điền và mi tâm lão. Lại nói, thực lực vị tu sĩ đại la tinh thông âm hồn pháp, tác này thật ra thập phần cường đại chỉ riêng linh vực tạo vật của lão tạo ra phong đô, quỷ thành đã là vật vô cùng hiếm thấy. Tu sĩ đại la bình thường tất nhiên không phải đối thủ của lão. Phong đô, ám chỉ thành phố ma, hoặc nơi 18 tầng địa ngục, đô thành nơi cõi âm chỉ tiếc lão gặp để hồn, một sát tinh và khắc tinh trời sinh. Đúng lúc này, một tiếng la hét truyền đến, không nên giết lão, cầu xin ngươi đừng giết lão. Làm nhan đang lớn tiếng năn nỉ. Hàn lập thấy thế, nhíu mày lại rồi nói, để hồn, trước mắt không nên giết lão, ta muốn nghe chút tin tức thiên đình từ lão. Để hồn gật nhẹ đầu, mi tâm nàng hiện ra một con mắt nằm dọc, trên đó bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm, đánh lên trên người khê đường. Nàng định dùng thần hồn bí thuật giam cầm lão trước, muốn thám thính tin tức từ lão phu, mơ tưởng. Không ngờ tính cách khê đường trưởng lão kia lại cứng rắn như thế. Vừa dứt lời, trên người lão liền sáng lên hắc mang quái dị. Mắt phải của lão nhanh chóng trở thành một màu đen kịt, một con quỷ dữ tợn từ đó đột nhiên nhảy lên, thỏ ra nửa người. Nó há miệng to như chậu máu rồi cắn xuống đầu khê đường. Dường như cùng một lúc, chỗ đan điền của lão cũng sáng lên hào quang màu đen, rõ ràng sắp tự bạo. Cẩn thận! Hàn lập kêu lên một tiếng. Để hồn thấy thế, hào quang đỏ quỷ dị trong con mắt dựng thẳng bỗng nhiên lóe lên. Thân hình nàng nhanh chóng lùi lại. Chỉ chớp mắt sau, một tiếng nổ rung trời vang lên một lần nữa, một cột sáng màu đen phóng lên tận trời hóa thành một vòi rồng khổng lồ màu đen cuốn bay tất cả chỉ trong thoáng chốc phong vân biến đổi thiên địa hôn ám một lực lượng vô hình mạnh mẽ bao phủ không gian xung quanh khiến người khác không cách nào bỏ chạy uy lực tự bạo nguyên anh đan điền của tu sĩ đại la đủ để dẫn động thiên địa dị tượng trong hỗn loạn bóng dáng hàn lập ở biên giới gió lốc lao cực nhanh xuyên thẳng qua mang đám người tiểu bạch đề hồn lam nhan và khúc lân ra ngoài hắn dùng tiên linh lực làm dây thừng nối liền hắn và mọi người với nhau một trận nổ vang lên trong hư không những vùng lôi điện màu bạc từ trên trời giáng xuống hóa thành một quang trận lôi điện bao phủ bọn hắn vào bên trong quang trận lóe lên rồi biến mất tại chỗ không thấy đâu giữa thiên địa mênh mông chỉ còn lại khí lưu cuồng bạo và gợn sóng hư không hỗn loạn tàn phá khắp nơi kéo dài không dứt bên ngoài lưu kim thành trong một sơn cốc có con sông ngầm dưới lòng đất không gian bên trong khá rộng rãi đám người hàn lập dùng lôi trận truyền tống hiện tại đã xuất hiện ở trong không gian dưới đất chỗ dòng sông ngầm khúc lân ôm quyền nói với hàn lập hàn đạo hữu ơn cứu giúp lần này khúc mỗ khắc ghi trong lòng ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp hàn lập nói ta cũng là nửa đường đi ngang qua không ngờ lại gặp chỉ là không biết vì sao người thiên đình muốn truy sát ngươi là bởi vì chuyện tuế nguyệt tháp khúc lân hơi suy nghĩ một chút trả lời cái này ta cũng không rõ khi nhóm người này đuổi tới không nói mấy câu đã động thủ dù chưa hề đề cập qua chuyện gì Tuy nhiên, bọn chúng đuổi bắt ta cũng không phải lần đầu tiên, cũng không có gì lạ. Hàn Lập nghe những lời ấy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lam Nhan đang có chút hồn bay phách lạc, hỏi: "Lam Nhan đạo hữu, ngươi không phải người của Cửu Nguyên Qua à, sao lại đi cùng với đám người Thiên Đình này?" Lam Nhan nghe vậy liền lấy lại tinh thần, mặt mũi đầy khổ sở nói: "Ta, ta là vì cứu ca ca." "Lam Nguyên tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lam Nhan thở dài một tiếng, chậm rãi trả lời: "Ca ca bây giờ chỉ còn lại một sợi thần hồn." sau khi ta trở lại tông môn đã thử rất nhiều phương pháp cứu huynh ấy, kết quả vẫn thất bại. Nghe nói khê đường trưởng lão kia là tu sĩ đại la tu luyện âm hồn pháp tắc, lão có biện pháp phục sinh ca ca, ta liền chủ động tìm đến, thỉnh cầu lão ra tay cứu giúp. Bọn chúng biết ta từng ở trong tuế nguyệt tháp gặp qua khúc lân, nhớ kỹ khí tức khúc lân, liền dựa vào đó để xích mộng thi triển bí thuật đuổi bắt khúc lân, cho nên ta mới đi cùng với bọn họ. Khúc lân nghe vậy, liếc nhìn lam nhan, ánh mắt toát ra vài phần sát ít, hàn lập nhíu mày hỏi tiếp, ngươi có biết đám người thiên đình này vì sao muốn bắt khúc lân đạo hữu không làm nhàn đáp bọn họ chỉ muốn lợi dụng ta kế hoạch cụ thể là gì đương nhiên sẽ không nói cho ta biết khúc lân bỗng nhiên mở miệng hỏi hàn đạo hữu ngươi còn nhớ lúc trước ở trong tuế nguyệt tháp gặp mấy người hoài dương tử không hàn lập nghe vậy hơi suy nghĩ một chút ánh mắt hiện lên thần sắc cổ quái nói ngươi nói là mục đích lần này bọn chúng bắt ngươi giống như trước kia chỉ vì muốn hoàn thành những việc trước kia chưa kịp làm xong rút sợi tơ pháp tắc trong cơ thể các ngươi ra sao lúc này đề hồn bỗng nhiên mở miệng nói có phải mục đích này hay không dò xét một chút là biết dò xét mọi người cảm thấy rất ngờ vực nhìn về phía nàng chỉ thấy đề hồn cười giảo hoạt nàng khẽ điểm ngón tay vào mi tâm con mắt thẳng đứng lập tức hiện ra trong đó bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm trong hào quang một tàn hồn bị xiềng xích đỏ sậm trói chặt đang không ngừng dãy giụa hàn lập tập trung nhìn vào liền thấy khuôn mặt tàn hồn kia giống như đúc khê đường trưởng lão. Khúc lân thấy vậy cũng hơi kinh ngạc nói, lúc trước, nguyên anh lão đã nổ tung, còn gọi ra ác quỷ cắn nuốt thần hồn của mình, ngươi. Làm thế nào lấy được sợi tàn hồn này? Để hồn có chút tự hào nói, ta tự có rượu chiêu. Khúc lân thấy nàng không chịu nói, cũng không hỏi nữa, chỉ là vẻ nghi hoặc trong mắt không giảm chút nào. Hàn lập cười giải thích một câu, chân thân nàng chính là hình thú, tinh thông âm hồn pháp tắc, làm mấy việc này, thật ra không khó. Lam Nhan ở bên cạnh nghe những lời này, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía đề hồn, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tất cả biến hóa trong ánh mắt nàng đều lọt vào mắt hàn lập, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ nói với đề hồn, dò xét một chút đi, xem có phát hiện gì không. Được, đề hồn khẽ gật đầu. Lập tức, mi tâm nàng bắn ra một tinh ti màu máu, lao thẳng vào trong tàn hồn khê đường. Vừa rồi tàn hồn còn dãy ruộng không thôi, khi tinh ti màu máu bắn vào, nó liền bất động, hào quang màu đỏ bao phủ xung quanh cũng theo đó biến mất không thấy chương 1206, phá lệ. Dịch, độc hành nhóm dịch, phàm nhân tông sau một lát, để hồn nhíu mày lại, tinh ti màu máu bay ngược trở về, thu vào trong con mắt nằm dọc. Tàn hồn khê đường trưởng lão lập tức lóe lên huyết quang, triệt để tiêu tán ra. Thế nào? Tiểu Bạch Hiếu Kỳ, lập tức hỏi. Gia hỏa này tự bạo lúc còn lưu lại một tay, trong thần hồn phần lớn ký ức đã tự tiêu tán, ký ức còn lại cũng đã hỏng không được đầy đủ, bất quá liên quan đến khúc lân vẫn còn rõ ràng. Lại nói, bọn hắn cũng không phải nhằm vào mỗi khúc lân. Đề hồn nhíu mày nói ra. Là ý gì? Hàn lập hỏi. Căn cứ trí nhớ của hắn, thiên đình tự hồ, đang sưu bắt một số tu sĩ có thân phụ lực lượng pháp tắc đặc thù. Chân thân khúc lân chính là vệ kim tiên, tu luyện thôn vệ pháp tắc hiếm thấy, cho nên mới bị bọn chúng để mắt tới. Bản dịch được dịch duy nhất tại bạch hát ngọc sách. Đề hồn nói như thế. Chúng bắt những tu sĩ này làm gì? Hàn lập hỏi. Nội dung trong trí nhớ vị khê đường trưởng lão này không liên quan tới việc này, ta đoán là hơn phân nửa hắn cũng không biết, hẳn là chỉ phụng mệnh làm việc thôi." Đề Hồn nói ra. Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Cổ tay Đề Hồn chuyển một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một vòng tay chữ vật màu đen, sau khi luyện hóa nó, tìm kiếm bên trong. "Hắc hắc, còn không phải về tới tay ta." Không bao lâu, Đề Hồn lấy từ trong vòng tay chữ vật kia ra cây quỷ địch màu đen, nhìn ngắm một trận, vui vẻ nói: Hàn Đạo Hữu, Đề Hồn Đạo Hữu, ta có một chuyện muốn nhờ." Lúc này, Lam Nhan bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất nói. Đề Hồn thấy thế kinh ngạc, lui về phía sau một bước. Hàn Lập biết Lam Nhan muốn cầu chuyện gì, cũng không nhúc nhích, nhận cái thi lễ này của nàng. "Ngươi muốn để Đề Hồn Đạo Hữu dùng bí thuật âm hồn cứu Lam Nguyên tử?" Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên người nàng, hỏi, "Xin Đề Hồn Đạo Hữu giúp ta, bất luận muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý." Lam Nhan quỳ xuống đất không chịu dậy, run giọng khẩn cầu, Đề Hồn nghe vậy, lông mày cao lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập không mở miệng nói, chỉ gật đầu nhẹ với nàng, yên lặng truyền âm vài câu. Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được, chỉ là ta cũng chưa từng làm loại chuyện này, có thành hay không ta cũng không dám chắc. Đề Hồn tự định giá một lát, tìm từ ngữ thích hợp, nói ra. Lam Nhan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Đề Hồn một chút, trong hai con ngươi đã ướt át hiện lên vẻ do dự. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên kiên định mở miệng nói chỉ cần đề hồn đạo hữu nguyện ý thi cứu ta vô cùng cảm kích về phần có thành hay không đều là ý trời tốt ngươi đã nói như vậy ta sẽ giúp ngươi một lần chỉ là ngày sau chủ nhân nhà ta nếu có chuyện muốn nhờ ngươi hẳn phải biết làm thế nào a à? đề hồn gật đầu nhẹ nói ra lúc trước ta đã nói rõ bất luận chuyện gì dù tính mệnh ta cũng tuyệt không trần chờ lam nhàn trịnh trọng nói khúc lân đạo hữu trước mắt ngươi có tính toán gì không hàn lập hỏi ta sở dĩ tới đại kim nguyên tiên vực này, là vì cảm ứng được khí thức đồng loại, lần này mặc dù xém chút gặp nạn, nhưng vẫn không thể cứ vậy rời đi. Ta sẽ tu dưỡng một phen, sau đó tiếp tục chạy tới cửu nguyên thành bên kia. Khúc lân nói, nếu vậy, ngươi và ta xem như đi cùng đường, sao không cùng đi chung? Hàn lập nói ra, khúc lân nghe vậy, không lập tức mở miệng, chỉ âm thầm suy nghĩ. Hàn lập cũng không nói nhiều, chỉ chờ đáp án. Tâm tính khúc lân vốn đa nghi thiện kỵ như vậy, hắn nếu càng thuyết phục, ngược, lại càng dễ dẫn đến phản tác dụng chủ nhân vì sao muốn mời hắn đồng hành kẻ này tướng lăng sói mang theo bên người chỉ sợ không tốt khuôn mặt nhỏ tiểu bạch hơi nhíu lại không hiểu truyền âm hỏi gia hỏa này sở dĩ xuất hiện ở đây khẳng định cũng là bị khí thức kim đồng hấp dẫn tới mang theo hắn bên cạnh sau đó muốn tìm ra tung tích kim đồng sẽ thuận lợi hơn nhiều hàn lập truyền âm trả lời nguyên lai là vì lão đại a vậy không thành vấn đề tiểu bạch âm thầm gật đầu nói chúng ta đồng hành ngược lại có thể chiếu ứng lẫn nhau chỉ là nhiều người thì dễ bại lộ hành tung huống hồ xích mộng kia đã có phương pháp tìm kiếm tung tích ta hàn đạo hữu không sợ bị ta liên lụy khúc lân giống như đang cân nhắc từ ngữ dò hỏi chuyện này khúc đạo hữu không cần quá lo lắng người đồng hành với ta chỉ cần tránh vào trong động thiên pháp bảo của ta đảm bảo xích mộng không thể dò xét được hàn lập cười nói nếu như vậy tại hạ ngược lại thật sự phải quấy dây hàn đạo hữu mấy phần đồng hành cùng đạo hữu khúc lân nói ra như vậy rất tốt, trong không gian động thiên này có bố trí nhiều trận pháp, không nên tùy ý đi lại, khúc đạo hữu có thể lưu lại trong trúc lâu an dưỡng, mong đạo hữu thứ lỗi." Hàn Lập nói ra. "Không sao, không sao." Khúc Lân lập tức gật đầu nói. Hàn Lập vung tay lên, một đạo quang môn màu bạc hiển hiện hư không, bên trong chính là tòa trúc lâu hai tầng mới xây hướng linh dược viên bên kia. Khúc Lân ôm quyền thi lễ, bước một bước vào trong đó, tiến vào trong phòng gã quan sát bốn phía một phen, phát hiện trong phòng linh khí tràn đầy, bốn phía hình như có bố trí cấm chế pháp trận. Những pháp trận này tự nhiên không cách nào ngăn cản gã, chỉ là một khi gã phá hư pháp trận, Hàn Lập lập tức phát giác ra, lấy thực lực bây giờ của Hàn Lập bày ra, Khúc Lân cũng không dám khẳng định có thể thắng hắn. Trong khi tâm gã chuyển động, đi tới một chiếc giường mềm trong phòng, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt điều tức. Thần hồn Lam Nguyên Tử tàn khuyết không đầy đủ, ngươi có phương pháp giúp hắn, hàn lập đóng lại quang môn màu bạc sau đó quay người nhìn đề hồn hỏi ta có một môn bí thuật dưỡng hồn trước tiên có thể bảo dưỡng hồn phách hắn chỉ cần hao phí không ít thời gian đợi khi hồn phách của hắn bù lại đầy đủ liền có thể đoạt xá thay một cỗ thân thể mới đề hồn nói ra đa tạ đề hồn đạo hữu lam nhan sau khi nghe xong vui đến phát khóc nói muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân nhà ta đi đề hồn nói ra đa tạ hàn đạo hữu Lam Nhan vội không người thi lễ một cái, nói ra. Hàn Lập đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, tiện tay vung lên, quang môn màu bạc một lần nữa hiển hiện, trong môn xuất hiện tòa trúc lâu cũ kia. Đề hồn, người trước dẫn bọn hắn về trong động thiên tu dưỡng đi, chuyện ôn dưỡng thần hồn Lam Nguyên Tử giao cho ngươi. Hàn Lập nói ra, đề hồn gật đầu nhẹ, dẫn đầu đi vào trong quang môn. Lam Nhan nhìn Hàn Lập một cái, cũng đi vào trong lầu chính, tiểu bạch thì đi theo phía sau đợi cả đám rời đi hàn lập tiện tay đóng lại quang môn màu bạc cổ tay vận chuyển lấy ra mặt nạ luân hồi điện màu đỏ đeo lên mặt trên mặt nạ sáng lên một trận tinh quang trước người hắn liền có một màn sáng màu đỏ chiếu xuống trong màn sáng một thân ảnh thướt tha từ đó nổi lên hàn lập nhìn qua lập tức nhận ra được đạo nhân ảnh kia không ai khác chính là giao tam giao tam đạo hữu ngươi rốt cuộc đã liên hệ ta hàn lập nhìn thấy giao tam âm thầm thở ra một hơi cười nói thật có lỗi gần đây sự tình quá nhiều cho tới giờ mới liên lạc hàn đạo hữu a à, thực lực hàn đạo hữu lại đại tiến hẳn là đã tiến cấp tới đại la cảnh giao tam nói trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh dị giao tam đạo hữu hảo nhãn lực không biết làm sao khám phá được tu vi tại hạ ánh mắt hàn lập sáng lên hỏi tiểu nữ từng được một vị tiền bối truyền thụ một môn vọng khí chi thuật có thể thông qua hình ảnh và thần sắc một người đại khai phán đoán ra tu vi của đối phương bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi cũng không đáng nhắc tới không biết hàn đạo hữu bây giờ đang ở nơi nào giao tam cười cười không muốn nói nhiều về vấn đề này lảng sang chuyện khác bây giờ ta đã tiến vào đại kim nguyên tiên vực bởi vì có một số việc cần làm hàn lập nhớ lại giao tam trước đó cảnh tỉnh hắn khẽ trầm mặc một chút nhưng cũng không nói dối nói ra sự thật không sao hiện tại tình huống đại kim nguyên tiên vực khác với trước đó ngươi tiến vào cũng không sao giao tam nhìn thấy hàn lập lo lắng cười nhạt nói ánh mắt hàn lập ba động một chút nghe Giao Tam nói, nàng tự hồ cũng đang ở trong đại kim nguyên tiên vực. Giao Tam đạo hữu liên lạc hàn mỗ, chắc là nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Hàn lập lấy lại bình tĩnh, hỏi. Không sai, không biết hàn đạo hữu giờ đang ở nơi nào đại kim nguyên tiên vực. Có thể trong vòng 30 năm đến cửu nguyên thành không? Sắc mặt Giao Tam nghiêm một chút, hỏi. Không vấn đề. Hàn lập tính toán một chút khoảng cách giữa lưu kim thành và cửu nguyên thành, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, còn có một chuyện hàn đạo hữu nếu đã tiến dài đại la cảnh xin cầm lấy vật này giao tam nói bấm nhiệm pháp quyết vung lên trong pháp trận chuyển vật lóe lên hắc quang xuất hiện một cái mặt nạ màu đen giống như đúc mặt nạ của hàn lập phía trên viết danh tự cũng vẫn như cũ là long mũ. mặt nạ luân hồi điện ta phân ra bốn màu lam xanh đỏ đen đại biểu thân phận địa vị trong luân hồi điện mặt nạ màu đen chính là tiêu chí hạch tâm chân chính luân hồi điện giao tam nói ra Luân hồi điện dự định tấn thăng Hàn Mỗ làm thành viên hạch tâm. Hàn Lập cầm mặt nạ màu đen kia, ánh mắt chớp động hỏi. Bản điện điện chủ sớm đã nghe qua đại danh Hàn Đạo Hữu, vẫn muốn triệu kiến, chỉ là vì bận rộn, đến nay vẫn chưa có cơ hội. Bất quá ngài đã sớm có ý tấn thăng Hàn Đạo Hữu làm thành viên hạch tâm. Tấn thăng thành viên hạch tâm không thể coi thường, cần thiên tư chắc tuyệt, đồng thời lập đại công với bản điện, mới có cơ hội. Hàn Đạo Hữu trong thời gian ngắn như vậy có thể tiến giai đại la cảnh, thiên tư tự nhiên không có vấn đề, chỉ là công lao hơi ít một chút, điện chủ lúc đầu tính đợi nhiệm vụ cửu nguyên quan kết thúc, sẽ tấn thăng hàn đạo hữu. Nhưng thời gian tới chúng ta phải đi cửu nguyên quan, nơi đó cao thủ nhiều như mây, còn có cửu nguyên đạo tổ tọa chấn, dùng mặt nạ màu đỏ che giấu khí tức cũng không ổn thỏa, cho nên mới phá lệ mệnh ta đem mặt nạ màu đen này trước giao cho hàn đạo hữu, bảo đảm chuyến này an toàn, chờ nhiệm vụ cửu nguyên quan kết thúc, mới chính thức tấn thăng. Giao Tam nói nhanh, luân hồi điện chủ, trong lòng Hàn Lập run lên, hắn nghe đại danh Luân Hồi Điện chủ đã lâu, có thể sáng tạo ra Luân Hồi Điện bực này, đủ can đảm khiêu chiến tổ chức khổng lồ Thiên Đình, không biết là nhân vật lợi hại bực nào, tu vi tất nhiên cũng sâu không lường được, nói không chừng chính là một vị đạo tổ. Nghe, một nhân vật như vậy một mực chú ý tới mình, trong lòng Hàn Lập kỳ thật có chút tâm thần bất định. Vậy đa tạ hảo ý điện chủ và giao tam đạo hữu. Trong miệng hắn cảm ơn một tiếng, sau đó triển khai thần niệm dò xét mặt nạ màu đen, con mắt lập tức hơi sáng lên. Mặt nạ màu đen này mặc dù cầm trong tay, nhưng thần thức tìm tòi, chỉ cảm giác một mảnh hư vô mờ mịt, phảng phất như trong tay không có mặt nạ. Trong lòng hắn vui mừng, mặt nạ màu đen này có thần thông che giấu khí tức, quả nhiên so với mặt nạ màu đỏ thì tốt hơn nhiều, chỉ sợ luyện chế cũng không dễ, không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, đúng là xứng với thân phận thành viên hạch tâm. Chương 1207, mặt nạ màu đen dịch nguyên dung biên độc hành nhóm dịch phạm nhân tông giao ta mỉm cười nói ngươi và ta đều thuộc luân hồi điện mà hàn đạo hữu lại là người ta dẫn vào những chuyện này là ta phải làm đúng rồi hàn đạo hữu sau khi tới cửu nguyên thành hãy đến khách sạn phong vân ở khu ngoại thành luân hồi điện ta đã bí mật bố trí một chỗ ở nơi đó ngươi có thể yên tâm đặt chân tới tuy hàn lập nghe những lời nói này nhưng vẫn chỉ lật mặt nạ ở trong tay để xem qua nhất thời không mở miệng nói chuyện giao tam hơi ngẩn ra hỏi hàn đạo hữu ngươi còn có chỗ nào không rõ sao hàn lập hơi đăm chiêu nhìn giao tam hỏi lại những lời giao tam đạo hữu vừa nói hàn mỗ dĩ nhiên đều nắm được tuy nhiên mọi chuyện tới lúc này giao tam đạo hữu có thể nói cho ta biết tình hình cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này không lúc trước hắn chỉ ở thái ất cảnh tu vi yếu ớt sức mạnh không đủ cho nên không hỏi nhiều về nhiệm vụ luân hồi điện lần này hắn e ngại bị cuốn quá sâu vào cuộc tranh đấu giữa luân hồi điện và thiên đình khó lòng thoát thân. Bây giờ tu vi tiến nhanh, thái độ của hắn đối với chuyện này rất khác trước. Hắn không còn sợ hãi, rụt rè như trước nữa. Giao Tam khẽ thở dài, khuôn mặt lộ vẻ áy náy giải thích, Hàn đạo hữu, cũng không phải là ta không tin ngươi, chỉ là tình hình cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này ta cũng không biết nhiều, dù muốn nói cho ngươi, cũng không biết nói gì. Ngón tay Hàn Lập khẽ nhúc nhích, xoay cái mặt nạ đen trong tay, cười nói, Giao Tam đạo hữu, ngươi và ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, lời thoái thác kiểu này thì miễn đi mặc dù ta không biết thân phận cụ thể của đạo hữu ở trong luân hồi điện nhưng ta nghĩ chắc chắn không tầm thường không thể không biết nhiệm vụ cử nguyên quan lần này nếu sau này chúng ta hợp tác vẫn nên thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn giao tam cười khổ đáp tiểu nữ cũng không phải là thoái thác thật sự là không biết nhiệm vụ cử nguyên quan lần này trọng đại do cao nhân trong điện tự mình chủ trì ta chỉ là một thành viên liên lạc nho nhỏ thôi nào biết nội tình cụ thể thấy thái độ giao tam không giống giả vờ hàn lập liền dùng tâm niệm liên lạc với đề hồn đề hồn người này nói vậy có thật không thanh âm đề hồn vang lên trong đầu hàn lập chủ nhân người này chỉ là hư ảnh hiển hóa không thể cảm nhận được rung động thần hồn ta cũng không cách nào dò xét rõ ràng tuy nhiên nhìn thần sắc giao tam cũng không giống nói dối nghe lời này lông mày hàn lập hơi nhíu lại giao tam nhìn thấy sắc mặt hàn lập không đổi liền nói tiếp tại hạ dù chỉ là thành viên liên lạc không có quyền biết rõ chi tiết nhiệm vụ lần này nhưng hàn đạo hữu là người ta mời tới giúp đỡ, cho nên tiểu nữ đã cố gắng hỏi thăm một chút sự tình mà ngươi quan tâm. Ồ, ngươi nói ta nghe. Hàn lập bất động thanh sắc nói. Trước mắt, kim đồng vẫn ở trong cử nguyên quan, cũng không có gì nguy hiểm. Người của cử nguyên quan bắt nó là bởi dự định dâng nó cho thời gian đạo tổ cổ hoặc kim tại bồ đề yến. Bây giờ còn cách bồ đề yến một khoảng thời gian nên kim đồng tạm thời an toàn. Thậm chí cử nguyên quan còn nghĩ cách tăng tu vi kim đồng lên để cho lễ vật này càng thêm xuất chúng. Nghe những câu này, mắt Hàn Lập sáng lên. Hắn đã biết mục đích bắt kim đồng của cửu nguyên quan. Tuy nhiên, Giao Tam xác nhận việc này tại đây cũng khiến lòng hắn âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Giao Tam tiếp tục nói, hơn nữa, bên trên giường, như dự định để cho đạo hữu hoàn thành chuyện nào đó, sẽ thông báo với người nơi ở kim đồng và cách cứu viện nó. Nhưng cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ. Vì việc của Hàn Mỗ đã để Giao Tam đạo hữu phải phí tâm rồi hàn lập chắp tay nói ý nghĩ trong lòng lại xoay chuyển hắn thầm suy nghĩ luân hồi điện muốn hắn làm chuyện gì nhưng trong thời gian ngắn không có căn cứ làm sao nghĩ ra được vậy nên ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất giao tam nói trở lại chuyện chính hàn đạo hữu bây giờ coi như đã là thành viên hạch tâm của luân hồi điện bản điện tuy rằng làm việc bí hiểm nhưng tuyệt đối không tính toán người một nhà hàn đạo hữu không cần lo lắng chuyện này hàn lập gật đầu nói cái này đương nhiên nếu không hàn mỗ đã không gia nhập luân hồi điện Hàn đạo hữu hiểu rõ là tốt. Giao Tam khẽ gật đầu. Hai người rảnh rỗi nói thêm vài câu liền ngắt liên lạc. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi gọi Tiểu Bạch và đề hồn từ trong không gian hoa chi ra. Sau đó, hắn gỡ mặt nạ màu đỏ trên mặt xuống và đeo mặt nạ màu đen lên, bấm quyết thúc dục. Một đoàn hào quang tối tăm trên mặt nạ lan ra, bao phủ thân thể hắn. Nhất thời, cả người hắn trở nên như ẩn như hiện. Đề hồn và Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi thần thức bọn họ không hề cảm ứng được khí thức hàn lập chút nào nơi đó phảng phất như một vùng hư vô tiểu bạch tấm tắc tán thưởng luân hồi điện quả nhiên đáng sợ hiệu quả ẩn nấp của mặt nạ màu đen này còn lợi hại hơn so với độn thiên phủ của ta hàn lập tự cảm ứng tình trạng bản thân có chút hài lòng bàn tay bấm pháp quyết lần nữa bề ngoài cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa trở thành một đại hán dâu quai nón mặt đen đồng thời hàn lập đưa tay vỗ lên bả vai để hồn đề hồn mượn một phần nguyên khí của người dùng một lát lòng bàn tay hắn phát ra lực lượng cắn nuốt nhanh chóng hấp thu nguyên khí trong cơ thể đề hồn đề hồn giật mình nhưng không động đậy mặc cho hàn lập hấp thụ nguyên khí trong cơ thể hàn lập cũng không hấp thu quá nhiều hắn nhanh chóng ngừng lại rồi sau đó nhắm mắt một lát sau trên người hắn hiện ra một tầng hào quang tối màu tản ra một luồng quỷ khí âm sát giống hệt khí tức trên người đề hồn không một chút sơ hở nào dù ai nhìn thấy hàn lập lúc này cũng đều cho rằng hắn là một tu sĩ tu luyện công pháp quỷ đạo. Cái này, Tiểu Bạch trố mắt nhìn, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi. Đề hồn thấy cảnh này cũng tỏ vẻ chấn kinh, bởi vì giờ này, không chỉ thân thể hàn lập, ngay cả thần hồn cũng tản ra khí tức khác biệt lúc trước quá nhiều. Mặt nạ màu đen kia thậm chí cải biến được cả khí tức thần hồn. Khuôn mặt hàn lập cũng tỏ vẻ vui mừng, gật đầu nói, mặt nạ màu đen của Luân Hồi Điện có thể thu nạp nguyên khí từ người ngoài, sau đó dung hợp với bản thân, ngụy trang thành người khác. Thủ đoạn này quả thật cao minh hơn xa so với thuật biến hình đơn thuần không ít." Đề hồn nói, "Chủ nhân có mặt nạ này thực sự an toàn hơn rất nhiều. Kế tiếp chủ nhân muốn đi cửu nguyên thành, ta và tiểu Bạch không có thủ đoạn ẩn nấp bậc này, nấp trong không gian hoa chi vẫn tốt hơn, tránh cho chủ nhân thêm phiền phức." Thần niệm Hàn Lập truyền âm nhắc nhở, "Các ngươi giúp ta để ý Khúc Lân và Lam Nhan. Thân thể Khúc Lân mặc dù cường đại, nhưng thần hồn phệ kim tiên tương đối yếu. Đề hồn, thần thông của ngươi vừa vặn dễ dàng khắc chế gã." đề hồn truyền âm trả lời chủ nhân yên tâm ta sẽ để ý khúc lân kia tiểu bạch cũng vỗ vỗ ngực bộ dáng cam đoan hàn lập thấy vậy cười một tiếng vắt tay thu tiểu bạch và đề hồn vào không gian hoa chi sau đó hắn rời khỏi mặt đất đi ra bên ngoài mặt hắn lộ vẻ do dự rồi hóa thành một luồng hào quang màu tối bay về phía lưu kim thành hắn nhanh chóng tiến vào thành từ cửa phía tây trong thành mọi nơi vẫn yên bình các tu sĩ đều đang bàn luận về sự tình đại hội đấu giá của nhật nguyệt cát vài người tuần tra ngẫu nhiên đi qua cũng không có chút gì khác thường nhìn thấy cảnh này hàn lập biết hỗn loạn do mình chiến đấu với đám người xích mộng cũng không lan truyền ra mà bị nhật nguyệt minh áp chế hắn thầm thở phào nhẹ nhõm lập tức thân hình hắn khẽ động bay sâu về phía thành đông bên trong lưu kim thành là nơi phồn hoa khắp nơi đều là cửa hàng đại đa số lấy màu vàng làm chủ làm cho người có một cảm giác phù phiếm không giống như thành lớn hùng tráng uy vũ trong lòng hàn lập không khỏi cảm thán Nhật Nguyệt Minh không có một chỗ dựa mạnh mẽ phía sau, lại có thể tồn tại giữa các thế lực to lớn cửu nguyên quan, Bách Tạo Sơn, Đại Kim Nguyên Tiên Cung đến nay, hơn nữa còn phát triển phồn vinh, có lẽ chính bởi sự phù phiếm vô hại này. Lưu Kim Thành chiếm diện tích rất lớn. Hàn Lập bay gần nửa ngày mới dừng lại ở một tòa đại điện vàng óng ở thành Đông. Cửa đại điện treo một tấm biển, viết bốn chữ lớn Nhật Nguyệt Chu Hành. Người đến kẻ đi ở lối vào, rất náo nhiệt. Hàn Lập cất bước đi vào, bên trong là một không gian lớn khoảng mấy trăm trượng, biển người cùng đi, hối hà tiến sâu vào đại điện. Ở trong đại điện có vài chục cửa vào, trên đỉnh mỗi cửa đều viết một cái tên, rõ ràng là các địa danh của đại kim nguyên tiên vực. Cửu Nguyên Thành, Kim Nguyên Thành, Bách Tạo Thành đều có trong đó. Người đi vào ba cửa này cũng nhiều nhất. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua, cất bước đi đến lối vào viết Cử Nguyên Thành. Nhật Nguyệt Chu Hành là một sản nghiệp vận chuyển dưới cờ Nhật Nguyệt Minh. Nhật Nguyệt Minh khai phá, luyện chế ra một loại phi thuyền đặc thù, tên là Nhật Nguyệt Phi Chu. Thuyền này có thể tiếp dẫn lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần, tốc độ phi hành cực nhanh, dùng để đi lại giữa các thành trì quan trọng ở Đại Kim Nguyên Tiên vực, vận chuyển hàng hóa hoặc đón khách. Nhật Nguyệt Thần Chu không chỉ có tốc độ cực nhanh mà giá cả so với truyền tống trận cũng rẻ hơn rất nhiều. Vậy nên, rất nhiều thế lực nhỏ và vừa, còn cả tán tu ưa thích. Mặc dù Lưu Kim Thành có pháp trận truyền tống kết nối với Cửu Nguyên Thành, nhưng truyền tống trận ở các tiên vực đều trong tầm khống chế của Thiên Đình. Nơi đó có pháp trận giám sát đặc biệt nghiêm cẩn. Hơn nữa, gần đây các đại tiên vực rối ren, Thiên Đình giám sát truyền tống trận càng thêm nghiêm ngặt. Hàn Lập mặc dù có mặt nạ màu đen cũng không muốn mạo hiểm, mà tốc độ Nhật Nguyệt Phi Chu cũng rất nhanh, trong vòng 30 năm cũng đủ thoải mái đến Cửu Nguyên Thành. Hàn Lập bước vào lối đi Cửu Nguyên Thành, xuyên qua một hành lang thật dài, khung cảnh trước mặt bỗng mở rộng ra, một gian đại sảnh dài rộng ba mươi mấy trượng xuất hiện ở phía trước trong sảnh bày ra không ít chỗ ngồi và không ít người giờ này cũng đã ngồi đấy còn có hai người mặc áo lam là tu sĩ của nhật nguyệt minh đứng ở đây nhìn thấy hàn lập tiến đến một tu sĩ trung niên của nhật nguyệt minh lập tức tiến ra nghênh đón chắp tay nói vị đạo hữu này muốn đi nhật nguyệt thần chu tiến về cửu nguyên thành sao hàn lập gật gật đầu đúng vậy hắn không muốn làm người khác chú ý nên áp chế tu vi xuống ngang bằng kim tiên tu sĩ trung niên cười nói đạo hữu tới rất đúng lúc thần chu đi tới cử nguyên thành mỗi tháng có một chiếc chiếc thần chu tiếp theo xuất phát vừa khéo vào ngày hôm sau ánh mắt hàn lập sáng lên liền dò hỏi ồ vậy thật là đúng dịp không biết phí tổn bao nhiêu đúng lúc tu sĩ trung niên của nhật nguyệt minh đang muốn nói một thanh âm truyền tới từ bên cạnh là bốn tên tu sĩ đang đi tới vị đạo hữu này cũng muốn đi cử nguyên thành không biết có hứng thú cùng chúng ta mua chung vé thuyền một gian lớn năm người chúng ta cùng chịu phí tổn có thể tiết kiệm không ít tiên nguyên thạch Tu Vi bốn người đều đạt đến kim tiên cảnh. Người cầm đầu là một lão giả áo xám, vẻ mặt tươi cười. Trong ba người kia, một người là thanh niên áo đen, nhìn qua nhiều nhất khoảng 20 tuổi, trên mặt còn có chút ngây ngô. Bên cạnh thanh niên áo đen là một thiếu phụ áo đỏ, dáng người nửa nang, dung mạo mỹ lệ. Người cuối cùng lại là một nữ ni tướng mạo xinh đẹp, người mặc tăng y xanh nhạt, đỉnh đầu búi tóc thật cao, nhìn giống như tóc người tu hành. Phía sau còn đeo một thanh trưởng kiếm trắng tuyết, nhìn không đâu vào đâu nhìn thấy bốn người, ánh mắt Hàn Lập khẽ động, cảm thấy giật mình. Bởi vì, trong bốn người này, ngoại trừ thanh niên mặc áo đen dung mạo khá lạ lẫm, còn ba người khác hắn đều nhận ra. Chương 1208, đi cùng thuyền. Dịch, độc hành nhóm dịch, phàm nhân tông lão già áo xám và hồng sam thiếu phụ kia, chính là hai người lúc trước Hàn Lập gặp trong ngũ quang lôi vực, tên là Tôn Trọng Sơn và Diệu Tiên Tử. Chỉ là ngày đó Tôn Trọng Sơn, kia bỏ mặc Diệu Tiên Tử và gã đàn ông xấu xí mặc hắc giáp, một mình chạy trốn song phương hẳn là kết thành thù hận mới đúng không biết hôm nay sao lại xuất hiện cùng nhau mà nữ ni áo trắng kia có dung mạo thân hình giống bảy tám phần với nữ tử dư mộng hàn mà hàn lập lúc trước gặp ở linh hoàn giới làm ánh mắt hắn không khỏi dừng lại thêm giây lát chỉ là thời gian đã qua lâu lại vượt qua lưỡng giới xa xôi trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp xác nhận thân phận đối phương nữ ni áo trắng dường như chú ý tới ánh mắt của hàn lập đôi mi thanh tú hơi nhíu lại rồi quay đầu đi vé tàu gian lớn thần sắc hàn lập khôi phục lại, hỏi. Phòng khách nhật nguyệt thần chu phân ra ba loại đại, trung, tiểu, gian lớn vé là ba ngàn tiên nguyên thạch, gian trung hai ngàn, gian nhỏ một ngàn. Năm người chúng ta cùng mua một tấm vé gian lớn, mặc dù chật trội một chút, nhưng có thể tiết kiệm không ít tiên nguyên thạch, không biết y đạo hữu thế nào. Lão giả áo xám cười nói. Hàn lập nghe vậy, nhìn tu sĩ trung niên nhật nguyệt minh bên cạnh một cái. Tu sĩ trung niên vẫn lặng lặng đứng ở một bên, cũng không ngăn cản hành vi ghép chỗ của lão già áo xám. "Thật xin lỗi, tại hạ quen một mình đơn độc, đa tạ hảo ý của đạo hữu." Mắt Hàn Lập sáng lên, lắc đầu. Lão già áo xám lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không có thuyết phục tiếp, khẽ gật đầu với Hàn Lập, sau đó dẫn ba người rời đi. Hàn Lập quét nhìn bốn người một chút, rồi mua một tấm vé tàu gian nhỏ từ tu sĩ trung niên Nhật Nguyệt Minh. Chỉ còn một ngày, hắn cũng không có tâm tư ra ngoài đi dạo, tìm một chỗ trong sảnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần lúc trước tranh đấu một trận với bọn người đại la xích mộng khiến cho hắn tiêu hao không ít nguyên khí vừa vặn tranh thủ dịp này khó có được cơ hội nhàn hạ hảo hảo khôi phục một chút hàn lập vừa âm thầm vận công khôi phục nguyên khí đồng thời chú ý bốn người kia nhất là nữ ni áo trắng nàng này cực kỳ giống dư mộng hàn khí tức cũng cũng tương tự thật sự là dư mộng hàn sao chỉ là lúc trước hàn lập rời khỏi linh hoàn giới tu vi dư mộng hàn ngay cả nguyên anh kỳ cũng chưa đến mà thiên tư cũng không tốt lắm lúc này mới bao nhiêu năm làm sao có thể tu luyện đến kim tiên cảnh mặc dù tu vi liễu nhạc nhi cũng đột nhiên tăng mạnh bây giờ thậm chí đã tiếp cận đại la cảnh nhưng nàng thân phụ huyết mạch man hoang chân linh cửu vĩ thiên hồ phía sau lại có tài nguyên thiên hồ tộc tương trợ tự nhiên là chuyện khác nữ ni áo trắng này nhìn chỉ là một tán tu vé tàu một ngàn tiên nguyên thạch cũng phải tính toán tỉ mỉ tự nhiên tài lực không có bao nhiêu hẳn không phải là dư mộng hàn khả năng chỉ là tướng mạo ngẫu nhiên giống mà thôi bọn người lão già áo xám tiếp tục bắt chuyện với tu sĩ bên ngoài tiến đến, lôi kéo ghép phòng. Giờ phút này sắp đến thời gian xuất phát, người tiến vào càng ngày càng nhiều, chỉ là đại đa số người đều đã mua vé tàu, tới tập hợp mà thôi. Bọn người lão già áo xám hỏi liên tiếp 7-8 người, rốt cuộc tìm được một người nguyện ý ghép phòng, là một trung niên nam tử có đôi mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn, tu vi cũng đạt tới kim tiên cảnh. Chỉ là quần áo gã có vẻ cũ nát, mà làn da lại thô ráp, xem liền biết là một gã tán tu sau khi gom đủ năm người mấy người lão già áo xám cũng tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi nhật nguyệt thần chu khởi hành trong nháy mắt hơn nửa ngày trôi qua trong phòng đã ngồi đầy người cuối cùng đã tới thời gian xuất phát các vị đạo hữu chờ đợi đã lâu xin mời đi theo ta hai tu sĩ nhật nguyệt minh kia nói một tiếng đi đến chỗ sâu đại sảnh đám người trong sảnh đều đứng dậy đi theo hai người chỗ sâu đại sảnh có một cánh cửa phía sau là một hành lang xuyên qua hành lang phía trước sáng tỏ thông suốt, một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở đây. Trên quảng trường đặt một chiếc phi chu to lớn, cao chừng 3 400 trượng, dài 7 800 trượng, thân tàu bo tròn, nhìn phẳng phất một quả trứng gà to lớn vô cùng. Toàn thân phi chu ánh lam, phía trên minh khắc chẳng chịt phù văn hai màu xanh trắng, tạo thành pháp trận này đến pháp trận khác, nhìn phi thường huyền diệu. Đây là Nhật Nguyệt Thần Chu, quả nhiên bất phàm. Hàn Lập nhìn pháp trận trên phi chu, thình linh đều là pháp trận tinh thần mà lại phi thường huyền diệu, không kém hơn cấm chế tinh thần trong tích lân không cảnh. Phía dưới phi chu có một chỗ cửa vào, bọn người hàn lập theo thứ tự tiến vào bên trong. Trong nhật nguyệt thần chu trên dưới chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều ngăn thành từng gian phòng to nhỏ, tận dụng cực hạn không gian bên trong. Hàn lập dựa theo số vé, rất mau tìm đến gian phòng của mình. Không gian bên trong rất nhỏ, dài rộng chỉ hơn một trượng, chỉ đặt một cái giường và một chỗ ngồi nhỏ, dị thường đơn giản. Cũng may, hắn cũng không phải người hưởng thụ coi trọng ngoại vật, đóng cửa phòng lên giường ngồi xuống, sau đó thần thức tỏa ra, dò xét tình huống chung quanh. Bốn vách gian phòng đều sắp đặt cấm chế ngăn cách nhau, bất quá điểm cấm chế ấy, tự nhiên ngăn không được thần thức hàn lập. Ồ, đôi mi hắn trao lên. Rất trùng hợp, năm người lão già áo xám lại ở kế vách của hắn. Gian phòng đó so với phòng hàn lập lớn hơn một chút, bài trí cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, Diện tích nơi đó mặc dù lớn hơn phòng Hàn Lập, nhưng nhân số bọn họ cũng nhiều, năm người sau khi đi vào cũng không còn chỗ trống bao nhiêu. Nơi đây chật hẹp, mọi người chịu đựng một chút nhé." Lão già áo xám vừa cười vừa nói. Nữ ni áo trắng và Diệu Tiên tử kia thấy không gian chật hẹp như vậy, lông mày đều hơi nhíu lại. Chỉ có một cái giường, vậy để hai vị Dư Tiên tử và Diệu Tiên tử ngồi xuống đi, ba nam tử chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi là được." Thanh niên áo đen liếc nữ ni áo trắng một cái, nói ra, Dư tiên tử. Hàn Lập nghe thanh niên áo đen nói, trong lòng hơi động một chút. Chỉ là thanh niên áo đen còn chưa dứt lời, nam tử trung niên mắt tam giác kia đã không nói một lời bước nhanh đến phía trước, đặt mông ngồi ở trên giường. "Ngươi." Sắc mặt thanh niên áo đen trầm xuống. Cái giường này đặt ở trong phòng, tất nhiên ai tới trước được trước. "Hắc hắc, ngươi muốn lấy lòng cô nương, đó là chuyện của ngươi, ta cũng không có lòng dạ quan tâm." Nam tử mắt tam giác cười lạnh hắc hắc một tiếng sau đó duỗi người một cái, nằm ở trên giường. Thanh niên áo đen giận dữ, gã ở trong gia tộc mình có địa vị tôn sùng, chưa bao giờ bị loại quất khí này, lúc này hai tay nắm lại, đang tính phát tác. Nam tử mắt tam giác quay đầu nhìn sang, mắt tam giác nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, bên trong hiện lên từng tia từng tia lãnh mang như độc xà. Thanh niên áo đen dùng mình một cái, lửa giận ngập đầu như bị rót một thùng nước. Lạnh, biến mất vô tung vô ảnh, cứ thế đứng tại nơi đó, mọi người nếu cùng lên thuyền, lại ở chung một phòng, cũng coi là duyên phận khó có được, hay là dĩ hòa vi quý đi. Nếu Lâm Đê O hữu hơi mệt chút, vậy hảo hảo nghỉ ngơi một lát, mấy người chúng ta ngồi dưới đất này cũng được. Lão già áo xám bước ra hòa giải. Thanh niên áo đen lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, mượn cơ hội xuống đài, tìm một chỗ trong phòng ngồi xuống. Nam tử mắt tam giác cất tiếng cười to một tiếng, nhưng cũng không để ý tới mấy người, tự nhắm mắt lại. Trong mắt thanh niên áo đen lóe lên một tia oán độc khắc cốt, nhưng lập tức lại biến mất. Ba người lão giả áo xám, nữ ni áo trắng và thiếu phụ váy đỏ cũng tự mình ngồi xuống, trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh, Hàn Lập thu hồi thần thức dò xét, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Mấy người sát vách cũng khá lý thú, dọc theo đường này có lẽ còn phát sinh nhiều chuyện thú vị. Hắn rất nhanh thu hồi tâm tư, bấm niệm pháp quyết vung lên, từng đạo thanh quang rơi vào các nơi trong phòng, mở ra mấy tầng màn sáng cấm chế, bao gian phòng lại, lúc này mới ngừng tay vào thời khắc này nhật nguyệt thần chu rung động ù ù lơ lửng bay lên hàn lập nhìn ra một cửa sổ nhỏ xuyên thấu ra ngoài chỉ thấy nhật nguyệt thần chu đang rất nhanh bay lên không trung lưu kim thành phía dưới cấp tốc trở nên nhỏ bé sau đó nhật nguyệt thần chu khẽ run lên hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay như điện về hướng cử nguyên thành lưu kim thành phía dưới trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt phía sau tốc độ nhật nguyệt thần chu nhanh không thể tưởng tượng nổi hàn lập thấy cảnh này sau khi kinh ngạc cũng rất mừng rỡ tốc độ phi hành nhật nguyệt thần chu vậy mà không chậm hơn mình phi độn, dựa theo tốc độ này, nhất định trong vòng 30 năm sẽ đến cửu nguyên thành. Hắn rất nhanh thu tầm mắt lại, vung tay lên, mấy đạo kim quang bắn ra, hóa thành 4 năm cỗ đạo binh màu vàng, canh giữ ở trong phòng. Hắn lại phất tay mở ra không gian hoa chi, lách mình tiến vào bên trong. Chủ nhân, người đã xuất phát tiến về cửu nguyên thành. để hồn nhìn thấy hàn lập đi vào, tiến lên đón. Mà tiểu bạch lúc này đã bắt đầu tu luyện ở phía xa, cũng không đi đến, hàn lập gật gật đầu kể đơn giản chuyện nhật nguyệt thần chu ta dò xét trong trí nhớ thân hồn khê đường trưởng lão chủ nhân người tiến về cửu nguyên thành cưỡi nhật nguyệt thần chu là thích hợp nhất Đề hồn nói ra a à, khúc lân và lam nhan đâu lông mày hàn lập đột nhiên nhíu một cái ánh mắt nhìn lại chung quanh gờ phút này hắn không cảm ứng được khí tức của bọn họ khúc lân kia vừa rồi không có hảo ý dò xét khắp không gian hoa chi ta thừa dịp bất ngờ thi triển bí thuật làm cho hắn lâm vào mê man mà lam nhan kia mặc dù cầu cạnh chúng ta, có chút trung thực, bất quá lòng người khó dò, vì đề phòng vạn nhất, ta cũng làm cho nàng ngủ say rồi. Đề hồn chỉ một tay về phía lầu các xa xa, nói ra. Thân thức hàn lập tìm kiếm, hai người khúc lân đều trong lầu cát, mơ màng bất tỉnh, vuốt cầm nói, cũng tốt, người có lòng rồi. Lần này hắn tiến vào, định tranh thủ thời gian trên đường này, tiếp tục dùng không gian chênh lệch thời gian để bế quan tu luyện. Hai người khúc lân có chút phiền phức, cho dù đề hồn không xuất thủ hắn cũng sẽ nghĩ cách phong bế thần thức ngũ giác hai người. Đang cân nhắc, Hàn Lập vung tay lên, từng đạo kim quang bắn ra, rơi vào chỗ lầu các hai người khúc lân, mở ra mấy tầng cấm chế, lúc này mới yên tâm. Hắn lập tức đi vào bên cạnh Quang Âm Thiên Tuyền. Đại trận, một góc đại trận đã vỡ vụn, toàn bộ Quang Âm Thiên Tuyền đại trận ảm đạm vô quang, sớm đã ngừng vận chuyển. Lần trước để thoát khỏi không gian linh vực, Hàn Lập bất đắc dĩ phải phá hủy một góc Quang Âm Thiên Tuyền đại trận. Cũng may quang âm thiên tuyển đại trận này là hắn tự tay bố trí, mà tài liệu bày trận vẫn còn thừa, chữa trị cũng không khó khăn. Hàn lập vung tay lên, trên mặt đất nhiều ra một đống nhỏ vật liệu, trượt động thủ chữa trị đại trận.